Lạy Chúa con là lưng chẳng ngoài. Vì sao thành phố xa quá nên đêm nay đôi hai trời xuống ánh sao lung linh màu, còn từ Hòa Châu xuất tuyến đầu. Lạy Chúa con là thiếu phụ miền, chồng con vì nước lên đã xa đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, đến thu qua xuân sang hè, con đời tàn đau mới yêu về. Đàn xe không chủ đêm từ đêm vẫn nghe từ ngày trong ngày mai vẫn đi. Đêm nay người xuống đời xin đem buồn vui tới những đôi môi lạnh đã lâu. Lạy Chúa con còn nữa tuổi hào hùng, vì chắc là lính con biết ta sinh. Mất sóng luôn. An vui cho người đầu tiên, trẻ thơ yên tâm sạch đèn. Lạy Chúa con là lính chặn ngoài biên, vì sao thành phố xa quá bên đêm nay ngôi hai trời xuống ánh sao lưu linh màu, còn vườn Hòa Châu xuất tuyến đầu. Lạy Chúa con là thiếu phụ miền quê, chồng con vì nước lên đã xa đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, đến thu qua xuân sang hè, con đời tàn đau mới tìm về. Đàn xe bên chung đêm từ đêm vẫn nghe từ lớp trai đi, trong ngày mai vẫn đi. Đêm nay người xuống đời xin đem buồn vui tới những đôi môi lạnh đã lâu không cười. Lạy Chúa con còn nữa tuổi học sinh, vì cha là lính con biết ta sinh. An vui cho người đầu tiên, trẻ thơ yên vui sạch đèn, để mẹ hiền con đến thank you.
Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến bàn. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim theo xin trả lại đây, bỏ lại đây, hết lời dân với lý hào sâu. Nơi châu mang với những địa lời ta bao phen mau anh tin cho còn lại bên mãi bay giờ trả số đạn này khi sạch nợ sông núi rồi anh trở về quê tìm từ thế nát lòng nao vui từng duyên
Hết rồi anh chị em ơi. Lâu lâu múa rìu qua mắt thợ tí xíu. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Cảm ơn tất cả anh chị em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi những cái livestream như thế này của em. Hôm nay thì cao hứng hát một bài cho vui vậy thôi, chứ tôi cũng không có thường hát. Cái chủ đề của em hôm nay thì mình cũng phải quay lại cái chủ đề chính của mình thôi, lâu lâu coi như là làm vui diễn đàn như vậy thôi. Cái chủ đề của em hôm nay là những cái thói quen của người Việt Nam dẫn đến một cái sự hiểm họa mất nước. Dạ thôi hát là hát hồi người ta họ cười bể bụng luôn á hoặc là người ta bỏ chạy hết á, còn có mình ngồi đây là quê lắm. Thì anh chị em cũng biết rồi đó, ở Việt Nam của người của chúng ta, đặc biệt là người Việt Nam của chúng ta, từ khi sau năm 1975 đến bây giờ thì nhà cầm quyền cộng sản họ tạo ra rất là nhiều cái thói quen cho người dân Việt Nam của chúng ta. Tại sao là gọi là cái thói quen? Bởi vì đầu tiên thì họ gây ra những cái việc khủng bố với người dân. Sau năm 1975 thì họ cướp và chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó họ khủng bố nhân dân, họ coi như là cướp của, giết người, thủ tiêu, họ bắt những quân nhân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đi vùng kinh tế mới và đi vào những cái trại gọi là họ dùng cái từ mỹ miều gọi là cái trại cải tạo, nhưng thực chất ra đó là một cái trại tù, đó là một cái địa ngục trần gian của coi như là chế độ cộng sản đối với những quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đó. Và song song cái việc mà đưa những sĩ quan đó của coi như là quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đi vào những cái trại tù tập trung đó, mà cái trại tù đó có thể gọi là trại tù Bolshevik đó, thì ở nhà thì họ làm một chính sách là coi như là cướp của, tức là tịch thu hết tài sản của coi như là gia đình của những người quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa hoặc là những người giàu có ở trong miền Nam, và họ bắt gia đình vợ con của những người quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa này phải coi như là đi đến những vùng kinh tế mới. Họ gom tất cả những đất đai của người dân, họ làm hợp tác xã, họ làm tập đoàn đó, họ coi như là làm cho cái miền Nam từ một cái vùng đất mà trù phú, từ một cái vùng đất mà bao nhiêu nước trên thế giới này cũng mơ ước là sẽ coi như là được như cái Sài Gòn, được như cái Hòn Ngọc Viễn Đông, nhưng họ đã làm cho coi như là tan hoang hết đó. Và họ vơ vét ngân khố, họ coi như là vơ vét vàng trong dân, 35 tấn vàng trong dân và coi như là 16 tấn vàng ở ngân khố quốc gia Việt Nam Cộng Hòa và 5 tấn gần 6 tấn vàng ở ngân hàng Thụy Sĩ đó, coi như là họ làm, họ bỏ túi riêng và họ chia chác cho nhau, hoặc là họ trả nợ cho coi như là Trung Cộng và coi như là Liên Xô. Bởi vì cái cuộc chiến tranh Nam Bắc thì chế độ Cộng sản Bắc Việt họ đã coi như là vay mượn của coi như là Nga Xô và Trung Cộng rất là nhiều tiền đó, cho nên là họ phải vơ vét để họ trả nợ đó. Thì từ đó coi như là từ cái mà hợp tác xã tập đoàn đó nó không đem lại một cái lợi ích kinh tế nào cho coi như là người dân cũng như là cho ngân khố của quốc gia, mà nó dẫn đến một cái sự coi như là sản xuất bị đình trệ, và thay vào đó những cái nhà máy xí nghiệp thì họ cũng coi như là đóng cửa. Và có một cái coi như là phải cần đáng nói, đó là sự ngăn sông cấm chợ,
Từ cái việc mà ngăn sông cấm chợ đó, coi như là dạ đúng rồi anh Chi Vũ, Đỗ Mười nói chúng ta có quyền lấy vợ con nhà cửa của chúng nó, khi chiếm được Việt Nam chúng ta tịch thu hết nhà cửa, vợ chúng nó chúng ta xài, con của nó chúng ta xài, còn chúng nó bắt đi cải tạo ở vùng thiên nước độc, chúng nó sẽ chết rũ xương. Đó là cái lời của Đỗ Mười nói như vậy đó. Thì cái việc mà ngăn sông cấm chợ đó đó thì nó dẫn đến một cái nền kinh tế lụng bại, đến coi như là đến nỗi mà một đất nước mà có rất là nhiều tài nguyên, rất là nhiều coi như là khoáng sản, nhiều gạo thì ăn không hết, nhưng mà phải coi như là nhập bo bo, phải xin viện trợ bo bo của coi như là Liên Xô. Và bo bo là những cái hộp để coi như là nuôi súc vật, để cho họ cho coi như là trâu bò hay là cho súc vật ăn vào những cái mùa gọi là mùa đông đồ của họ. Thì họ đưa một đất nước từ như coi như là thành đô võ muốn lên, anh bấm ok thì em mới mời anh lên được. Thì từ cái việc đó mà nó dẫn đến coi như là người dân bị một cái sự khủng hoảng. Anh bấm ok đi. Để em mời thử cái kiểu này có được không? Mời đó. Từ cái việc mà khủng bố người dân, từ cái việc mà coi như là đàn áp, cướp của, giết người. Tại sao tôi nói tôi dùng cái từ giết người ở đây? Bởi vì có những người ban đêm bị coi như là Việt Cộng nó vào nhà, nó bắt, tức là gọi là quân giải phóng đó. Cái mà coi như là Cộng sản Bắc Việt gọi là quân giải phóng, là coi như là nó vào ban đêm, nó vào nhà người ta, nó bắt người ta đi đó, và nó thủ tiêu người ta, nó đập đầu người ta đó, ở trong đêm. Thì nó làm ra một cái sự khủng hoảng như vậy, nó làm ra những cái khủng bố, nó làm cho người dân của chúng ta trở nên một có một cái sự sợ hãi, một cái sự coi như là khủng hoảng về tinh thần. Cứ nghe nói đến coi như là Cộng sản, cứ nghe nói đến Việt Cộng đúng rồi anh Lương Tấn, tôi có thể là đầu bò nhưng mà tôi không có coi như là hèn với giặc, ác với dân, tôi không có bán nước như Đảng Cộng sản, và tôi không có coi như là nhục như những gì mà Đảng Cộng sản đã gây ra cho dân tộc Việt Nam của chúng tôi. Chúng tôi cho dù chúng tôi không được ăn học bao nhiêu, nhưng mà coi như là chúng tôi biết đâu là lịch sử của dân tộc, đâu là lịch sử của coi như là Việt Nam của chúng ta, chứ không phải là như những người mà các anh tôn thờ Hồ Chí Minh là một thằng coi như là đầu trộm đuôi cướp, một thằng coi như là cướp của giết người, hiếp dâm, buôn bán coi như là á phiện đó, và coi như là một thằng tội đồ dân tộc đó. Tôi chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Đó là một cái thuyết mà Hồ Chí Minh đem vào áp đặt lên dân tộc của tôi đó, là coi như là đem đến một cái sự ngu dốt, đem đến một cái sự coi như là tù tội, đem đến một cái sự coi như là đau thương cho dân tộc này đó. Xin thưa với anh đó, tôi có thể là tôi không có khôn bằng anh, nhưng mà tôi nhận đâu, tôi biết nhận ra đâu là quê hương của mình, đâu là lãnh thổ của mình, chứ không phải tôi tiếp tay với coi như là bọn coi như là tham quan, bọn coi như là làm tay sai cho Trung Cộng, cái bọn coi như là bán nước, cái bọn mà coi như là cổng rắn cắn gà nhà, rước voi dạy mã tổ đó. Em đang mời anh đó. Em mời anh hồi nãy hai lần rồi mà không có thấy anh lên được. Đó, đó là những cái mà những người phản động chúng tôi làm đó. Và những người coi như là không có ăn học như chúng tôi cũng nhìn thấy được là Đảng Cộng sản nó ác như thế nào, Đảng Cộng sản nó coi như là tham tàn, nó hủy hoại đất nước như thế nào, và Đảng Cộng sản coi như là nó nó khủng bố người dân như thế nào. Còn các anh là các anh được ăn học, được Đảng Cộng sản nó đào tạo, được coi như là ngồi ghế nhà trường, được học cái ghế của thiên đường xã hội chủ nghĩa, nhưng mà anh chỉ biết coi như là còn Đảng còn mình đó, và coi như là Đảng chỉ cho anh một tháng mấy trăm ngàn, và anh coi như là sẵn sàng bán nước, bán rẻ dân tộc, bán rẻ mồ mả cha ông của mình, sẵn sàng coi như là đâm cha giết chú, đập tủ bán rương, đập giường bán chiếu, đào cái mã của ông nội anh lên, và sẵn sàng
chôn sống bà nội của anh. Cho nên đó, đó là những cái tôi muốn nói với coi như những anh dư luận viên. Còn những anh dư luận viên cứ thoải mái, cứ chỉ trích tôi không có học nhiều đâu, nhưng mà tôi sẵn sàng coi như là trả lời cho mấy anh những cái câu đó. Thì anh chị em thấy đó, tại sao hôm nay tôi dùng một cái chủ đề gọi là coi như là dạ đá nó sao, đá nó rồi, đá nó luôn, chửi xong là đá nó chứ nó không có để nó đâu. Cảm ơn anh Hồ Hùng. Coi như là họ đã gây ra những cái sự khủng bố như vậy thì kéo dài một thời gian rất là dài, anh chị em biết không, từ sau 75 và kéo dài đến coi như là đến năm 1988-89 đó, nó vẫn còn khủng bố. Và chưa hết, sau coi như là Mỹ xả cấm vận cho nó thì nó vẫn mặt ngoài nó ban giao và với Mỹ, nhưng mà mặt trong nó vẫn còn tiếp tục khủng bố người dân. Nó tạo cho một cái xã hội coi như là sợ hãi, nó tạo cho một cái xã hội coi như là thấy coi như là bọn coi như là công an Việt Cộng ở đâu là sợ đến đó. Nó tạo cho người dân coi như là khiếp sợ đó, đó là một cái sự khủng bố của nhân dân. Và từ cái việc mà khủng bố đó, nó làm cho người dân chúng ta sợ, và coi như là mỗi một lần mà thấy công an, thấy coi như là những người mà mặc sắc phục là coi như là người dân cứ nghĩ rằng đó là những cái tên khát máu để đi tới tìm mình đó, cho nên là rất là run sợ. Thì từ cái việc đó đó mà Đảng Cộng sản muốn làm cái gì thì làm đó. Bởi vì nó đã khủng bố người dân quá khiếp sợ rồi, thì nó muốn coi như là bán rừng, người dân cũng không nói đó. Và nó muốn coi như là cướp đất, cướp đai, nó muốn coi như là giết người, người dân cũng không dám nói. Bởi sao? Nó đã tạo ra một cái sự sợ hãi. Và cái sự sợ hãi đó nó tạo lên coi như là hàng ngày. Dạ đúng rồi, Kim Ngọc, thà coi như là phản động. Tôi rất là tự hào là phản động, nhưng phản động không bao giờ bán nước. Còn những người mà được mệnh danh cho là coi như là yêu nước đó, những người mà giờ giải phóng đó, để đem lại ấm no đó, thì là ngược lại là những kẻ bán nước. Thì em sẽ quay lại cái chủ đề chính, là nó coi như là nó làm cho người dân như vậy. Cứ hàng ngày nó tạo ra những cái coi như là cướp bóc, nó tạo ra những cái coi như là khủng bố người dân đó, thì người dân sợ. Nhưng mà cái sợ đó đó, lần ngày lần nó xâm chiếm vào cái coi như là tâm trí của người dân đó. Và những người lớn tuổi bị khủng bố đó thì lại coi như là tuyên truyền, lại nói cho con em của mình, nếu mà mày lên tiếng, mày nói những cái này cái kia thì coi như là tụi nó sẽ giết mày. Thì nó ngược lại lại bị tuyên truyền thêm một cái thế hệ nữa. Cho nên là cái thế hệ như tuổi cỡ tôi trở lại đó, thì coi như là bị coi như là nhồi sọ rất là nhiều đó, và không bước qua được cái sự sợ hãi đó, và cứ thấy những cái coi như là việc mà Đảng Cộng sản họ làm hàng ngày thì chúng ta cứ cho đó là một cái thói quen đó, và chúng ta nhìn nó hàng ngày á, thì nó quen dần với coi như là cái con mắt của chúng ta. Chẳng hạn như tôi sẽ liệt kê được một cái số việc mà người dân Việt Nam của chúng ta thường Trần Tuyết này chắc là coi như là cộng sản ba đời. Tôi nói cho Trần Tuyết nghe nè, Trần Tuyết có biết á, cái cờ vàng ba sọc đỏ này á là cha ông tổ tiên của Trần Tuyết coi như là thờ không? Trần Tuyết có biết cái lá cờ này á, nó có từ năm 1890 của vua Thành Thái không? Lúc đó coi như là không có Hồ Chí Minh đâu hết, lúc đó không có Đảng Cộng sản đâu hết, lúc đó coi như là vua Thành Thái đã coi như là làm ra cái lá cờ này rồi. Và dân tộc Việt Nam á, cha ông của Trần Tuyết á, cũng đã từng thờ cái lá cờ này. Trần Tuyết biết không, cha ông của Trần Tuyết á, cũng coi như là đã coi như là rất là vinh dự để được thờ cái lá cờ này đó. Nhưng mà từ sau 1945 á, thì coi như là Hồ Chí Minh á, thần tội đồ dân tộc á,
nó coi như là đem cái thuyết cộng sản từ coi như là ngoại bang về, từ Liên Xô và Trung Cộng về, và nó đem cái lá cờ máu, mà lá cờ mà của Phúc Kiến á, cái lá cờ mà cái lờ mà có cái ngôi sao mà ở ngoài mà máu không á, cái ngôi sao mà màu đỏ đó, là cái khoanh tròn á, cái khoanh tròn của phụ nữ á, Trần Tuyết biết không? Cái đó đó xong xuôi rồi á, đem về để cho cha ông của Trần Tuyết thờ biết không? Đó, cho nên á Trần Tuyết không có biết gì về lịch sử, mà Trần Tuyết á mà lại coi như là chửi cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, tức là Trần Tuyết coi như là đang coi như là mắng chửi cha ông của mình, mắng chửi ông nội mình, mắng chửi bà nội của mình, dòng họ tổ tiên của mình. Trần Tuyết coi như là đang xúc phạm đến cái tổ tông của mình. Như vậy chắc là Trần Tuyết không có tổ tông, không có ông bà cha mẹ, cho nên là Trần Tuyết coi như là không biết về lịch sử hết. Cái loại của Trần Tuyết á, thì chỉ đáng coi như là đi liếm bồ cho cái bọn Tàu thôi. Thì Trần Tuyết xem lại cái tư cách của mình, xem lại cái mà Trần Tuyết đang nói, và Trần Tuyết coi như là một kẻ mắc dạy, phải không? Bởi sao tôi nói là Trần Tuyết mắc dạy? Bởi vì Trần Tuyết đào mã cha của Trần Tuyết lên, đào mã ông nội của Trần Tuyết lên, Trần Tuyết coi như là chửi cái lá cờ của dân tộc, chửi chửi cái lá cờ của tổ tiên, tức là Trần Tuyết là một kẻ coi như là vô giáo dục, vô đạo đức, vô lương tâm, vô tôn giáo. Cho nên là Trần Tuyết không biết gì hết. Đó. Thì Trần Tuyết đi học lại cái lịch sử coi, là coi như là có phải coi như là tôi đã nói không? Ở đây tôi nói những sự thật, tôi không có coi như là bới móc, không thù ghét đảng Cộng sản hết, mà tôi chỉ nói sự thật là đảng Cộng sản nó ác ôn như thế nào, đảng Cộng sản nó coi như hèn hạ như thế nào, đảng Cộng sản nó hèn với giặc, ác với dân như thế nào thôi. Chứ tôi cũng cũng yêu quý lắm, tôi yêu quý những người mà coi như là bỏ đảng, tôi yêu quý những người mà coi như là quay đầu về với nhân dân đó. Cho nên là Trần Tuyết coi như là xem lại đi nha, mình không có coi như là muốn xúc phạm phụ nữ đâu, bởi thấy cái avatar của Trần Tuyết cũng coi như là mặt mũi phụ nữ cũng đàng hoàng quá, nhưng mà cái loại đó thì như chúng tôi là không bao giờ ưa bao giờ. Những người như chúng tôi á thấy những cái loại đó là cho là nó giống coi như là những cái coi như là bãi phân ở trên đường, cho nên chúng tôi không có quan tâm đâu. Dư luận viên nào muốn lên cứ coi như là chửi tôi thì cứ lên, tôi không có ngại, bởi vì tôi chỉ nói đúng những cái gì mà lịch sử Việt Nam nó đã diễn ra, và Đảng Cộng sản nó đem lại, nó chà đạp bên dân tộc thôi. Thôi tôi chỉ nói như vậy thôi, và tôi sẽ đá Trần Tuyết ra khỏi cái diễn đàn của tôi, như vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Thì anh chị em thấy đó, có những cái thói quen, những cái thói quen mà người dân của chúng ta thường gặp, chẳng hạn như là chúng ta đến đồn công an, phải không? Đến coi như là cơ quan làm việc đi chứng một cái giấy, thì chúng ta phải coi như là kẹp một cái phong bì đó. Thì cái đó riết rồi bắt đầu nó thành một cái thói quen của người dân của chúng ta đó, nó thành một cái thói quen đó, cái thói quen đó bắt đầu nó ăn sâu trong cái tư tưởng của người dân của chúng ta. Anh chị em là muốn lên cùng em thì bấm OK, gửi cho em lời mời nha. Thì cái thói quen đó nó ăn sâu trong đầu của người dân của chúng ta. Riết rồi á, bắt đầu cái cộng sản nó chưa dừng lại ở đó, cộng sản nó sẽ coi như là tìm những cái việc coi như là bắt dân một cách bừa bãi đó, và mới đầu nó bắt từ từ ít ít ít, thì làm dần dần á, bắt đầu á, người dân của chúng ta thấy là quen cái việc đó, nó quen quá, nó hello, xin chào anh Tân Thái. Anh Chi Vũ chờ em một tí xíu. Thì á, thấy không, bắt đầu là nó tạo ra người dân của chúng ta một thói quen là cứ hễ mà công an tới nhà chúng ta bắt chúng ta thì không có biết là có tội hay không có tội, nhưng mà nó làm cho người dân á, nhìn vô đó là cứ cứ nghĩ rằng á, là người đó là có tội đó, và nó bắt như vậy á, thì nó cứ làm như vậy, nó khủng bố người dân như vậy, thì làm cho người dân lại có thêm một cái thói quen nữa đó. Cái thói quen đó thì bắt đầu nhà cầm quyền cộng sản, tức là công an cộng sản đó, nó coi như là tiếp tục nó chuyển qua những cái lĩnh vực khác đó, nó
bắt người, nó đánh người giữa đường. Mới đầu thì nó đánh ít, nhưng mà hồi thời gian sau bắt đầu nó cho côn đồ đánh nhiều lên, bắt đầu người dân lại coi như là thấy bình thường, thấy chắc là công an nó làm đúng. Nhưng thật chất là công an không có làm đúng. Công an ở Việt Nam là coi như công an để bảo vệ đảng thì không bao giờ làm đúng hết đó. Nó chỉ dùng cường hào ác bá thôi để nó coi như là chà đạp lên danh dự nhân phẩm của người dân mà thôi. Cho nên là nó không có làm đúng đâu. Cho nên là và nó làm như vậy thì người dân lại thấy đó cái sự quen thuộc hàng ngày, và làm cho người dân của chúng ta trở nên coi như là quên đi những việc, đáng lẽ ra những việc đó chúng ta cần phải lên tiếng, nhưng mà chúng ta không lên tiếng. Chúng ta cứ nghĩ đó là cái việc xảy ra hàng ngày, cái việc thói quen mà. Tạo ra những cái thói quen như vậy thì nó sẽ tạo ra nhiều cái nữa. Chẳng hạn như là như thế nào, tôi sẽ kể những cái coi như là nhỏ nhỏ trước, xong xuôi rồi tôi sẽ coi như là kể những cái lớn lớn từ từ sau, phải không? Anh chị em thông cảm. Chẳng hạn như là nó tạo ra cái sự tham nhũng, thì coi như anh chị em biết không, mới đầu thì giao thông thôi, mới đầu thì tôi biết, mới đầu thì nó chỉ coi như là lấy một cái gói thuốc đó, nhưng mà sau từ từ bắt đầu nó thấy đó là thành cái thói quen, thói quen bắt đầu nó lấy tiền, lấy ít xong xuôi rồi đến lần lần nó lấy lên 30, 50, đến 100, 200, và bây giờ anh chị em thấy không, bây giờ việc đó người dân Việt Nam của chúng ta thấy đó là một cái thói quen của coi như là xã hội, một cái thói quen để đút lót. Thì mỗi một lần mà giao thông của Cộng sản Việt Nam nó thổi người dân lại, khi người dân đi xe không biết là mình có lỗi hay không nữa, mà khi mà công an Cộng sản nó thổi vô một cái là coi như là cúp xe vô là cái thứ nhất, là coi như là cúi đầu, cái thứ nhất là khum người đó. Xong xuôi rồi cái thứ hai, đến cái thứ hai là móc bóp, và cái thứ ba là công an nó ra giá, công an Cộng sản nó ra giá thẳng luôn. Mày bị cái này, mày bị cái kia. Lúc này là công an nó không còn là anh với em nữa, hoặc nó không còn là chủ với tớ nữa, mà nó là coi như là mày tao thôi. Mày đi như thế này, mày coi như là đi thế kia, tao đưa mày về đồn á, nếu mà xe nó bị bắt về đồn á, mày phải bị giam xe coi như là 1 tháng, và phải bị phạt coi như là 700.000 đến 1 triệu đó. Thì thôi bây giờ chỗ anh em tình nghĩa tao lấy mày 500 thôi đó. Thì người dân nghe như vậy thì nghĩ rằng có lời rồi, nghĩ là có lời rồi, bắt đầu là thôi năn nỉ cũng trả giá nữa. Người dân cũng hay lắm, nói chung là người dân Việt Nam chúng ta cũng hay lắm, bắt đầu là trả giá. Thôi anh ơi em còn 400 mà anh lấy đỡ đi. Cho nên là thôi 400 cũng được, lần này tao tha cho đó, lần sau thì coi như là tao sẽ giam xe đó. Bắt đầu là vừa mất tiền lại vừa coi như là vừa mất tiền mà lại coi như là lại cảm ơn nó nữa. Tức là người dân Việt Nam bị coi như là có một cái bệnh, là coi như là cảm ơn người đã cướp mình đó. Người dân Việt Nam luôn cảm ơn những người đã cướp mình. Cho nên đó, cái sự mà nó cướp hàng ngày hiển nhiên ra nó trở thành một cái thói quen trong cái một cái xã hội, nó thành một cái thói quen trong cái việc coi như là đi lại giao tiếp giữa người dân và coi như là đầy tớ của mình đó. Mà người dân của mình là chủ, mà người dân của mình cứ luôn luôn coi như là sợ cái đầy tớ của mình nó giận, phải không? Đó, cũng tội nghiệp lắm, cũng thương lắm, bởi vì sợ đầy tớ mình nó giận cho nên là phải tìm cho nên là phải tìm đủ mọi cách để coi như là làm cho đầy tớ của mình nó vui đó. Xong xuôi rồi mình phải cho nó, mình làm ra coi như là được 10 đồng, mình phải cho nó ăn đến coi như là 7-8 đồng nó mới vừa. Cho nên là tội lắm. Và anh chị em thấy đó, đó đó cũng là tạo ra một cái thói quen, cái thói quen hàng ngày ở trong chủ ngố hả? Hàng ngày nó tạo ra một cái thói quen ở trong một cái xã hội. Đúng rồi, phạt phạt trả giá, rét tâm.
trả giá đó. Bởi vì nó sao? Bởi vì nó kê là một cái con giá, nó kê là một cái giá rất là cao. Thì người dân của mình bắt đầu là trả xuống cái giá đó. Là nói chung là thượng vàng hạ cám, đối với cộng sản trả giá nào cũng dính, miễn là có tiền vào túi nó, trả giá nào cũng dính hết. Chứ đó, chứ không phải là coi như là không có trả giá đâu, trả giá dữ lắm. Đó thì anh chị em thấy không? Rồi đó, từ từ bắt đầu á, nó đến cái việc, cái việc gì? Cái việc gọi là giải phóng mặt bằng của coi như là đất nước. Nó dùng cái từ mỹ miều là coi như là, anh sẽ mời Châu Tâm lên. Nó dùng những cái từ mỹ miều là đưa coi như là mở mang đường xá, thành lập những khu đô thị, những khu công nghiệp. Nhưng thật sự ra đó là hình thức cướp. Chào Minh Ngọc. Chào anh Quy Chương. Chào tất cả các anh chị em. Nói về cái đề tài mà gọi là cảnh sát giao thông, mấy con chó vàng đó ha, con sâu gặm tiền. Đó là cái bí danh của tụi nó mà bà con dân đen mình hay là đặt cho tụi nó cái biệt danh là như vậy. Đúng không? Thì những anh em nào ở trong nước thì thường biết rất là rõ, kêu là chó vàng không chứ không bao giờ kêu là cảnh sát giao thông cả. Không. Và những em học sinh đó cũng phát ra một cái ngôn ngữ mới, tức là đặt cho một cái biệt danh mới là con sâu gặm tiền. Đó, các anh em phải hiểu rõ là như vậy. Thì cái bản chất của nó luôn luôn là kiếm tiền mà. Không. Khi mà nó thổi xe chúng ta lại mà chúng ta không, mặc dù chúng ta đi đúng luật, đúng đàn, đúng làng đàng hoàng, nhưng mà chúng ta do cái tâm lý sợ hãi bởi cái lũ công an nó gieo rắc vô cho chúng ta bao nhiêu năm nay là nỗi sợ hãi trong đầu. Thật ra chúng ta luôn luôn bị sợ hãi như vậy và bị nó chèn ép xuống xe không phạt tiền. Mà độc lắm, mỗi lần bị tụi nó bắt vô đó là có một lớp cò mồi, không? Cò mồi tại đó, mày muốn lấy xe ra không, đưa tao 1,5 triệu tao lấy ra cho. Mà đọc cái vậy nè, nó gài thế, không, xe của mày là không có biển số là sai quy định nè, rồi không gắn gương nè, không có giấy phép lái xe nè, không mang theo giấy tờ xe nè, không đó, đủ trò đó bẻ mình hết. Thế là nói dán dán tem dán dán tem không đúng nè, phải không, dán tem dán màu xe không mà sơn màu xe sai quy định nè, đó đủ trò hết đó, không nón bảo hiểm đó nè, thấy không, tại sao mình phải cúng cho tụi nó ăn, mắc gì cúng, đúng không, mình cứ dựa theo luật mình chơi nó. Việt Nam mình có luật thì mình cứ dựa luật mình cho nó, ai nói cộng sản luật rừng, không, đồng ý là nó luật rừng thiệt, nhưng mà giữa thanh thiên bạch nhật nó không bao giờ dám luật rừng. Nó chơi luật rừng nó rất là xấu hổ các anh chị, nó không bao giờ dám nhìn mặt các anh chị. Tại sao? Các anh chị mỗi lần chỉ camera vô mặt tụi nó rất là sợ. Không, cái đó là cái điều rõ ràng, hiển nhiên luôn. Không, sau khi mà thổi xe các anh chị vô nó mới khè các anh chị một xíu à, xe mày phải bị giam 30 ngày. Không? Đó, đúng. Câu đầu tiên của nó đó. Đó, làm vậy để tăng cái giá tiền lên, tăng giá phạt lên. Không? Từ 1 triệu không xuống còn 500, 700, 300 gì đó. Đó. Nó rất là trả giá. Đó. Thì ở trong nước là anh em ai cũng biết rõ vậy, cái quy trình nó làm việc rồi, đâu có gì đâu lạ. Đúng không? Mấy anh chị mà cái kiểu như là chống đối nhất chút xíu ha, tiếp thị sửa tới. Tiếp thị sửa tới rất là thông, không? Bèo bèo phải uống thằng. Sẵn sàng cho các chị uống sữa dưới mọi hình thức, đúng không? Ép các anh chị uống sữa luôn. Đó. Rất là ghê gớm. Tại vì á, hồi trước á, là mình cũng đã từng bị phạt rồi, nhưng mà không chấp nhận cho ăn tiền. Tại vì á, lúc đó tức lắm, xe của tao tao có quyền đốt. Tại vì mình nói đó là đang trong giờ đi làm, không có thời mà đứng đây đâu coi co cãi vã đâu. Nói xe này bây giờ lỗi gì, nói thẳng ra đi. Nó không nói lỗi, nó nói là mày chỉ chạy quá tốc độ, bây giờ hỏi tốc độ là bao nhiêu. Nó nói nó không có máy đo. Ủa vậy sao biết là tốc độ bị quá tốc độ, nhìn bằng mắt thường là biết. Ôi trời ơi, giờ không nói nhiều, xe tao này tao tốt nè, tao cho một xe luôn. Đó, nói tao tốc độ không có, mà cứ nói mình chạy quá tốc độ, mắc cười không? Đưa giấy phép lái xe ra, thì nói giấy phép lái xe này á, là giả hay thiệt đây, trời của mấy ông cấp mà mấy ông hỏi, giả hay thiệt, bó tay luôn. Đó, các anh chị thấy không, giấy phép lái xe của nó cấp, mà nó hỏi mình giấy này giả hay thiệt đây. Không, những cái giấy tờ giả ở trong nước nó rất đó. Nhiều, không? Tụi nó biết mà, tụi nó cấp ra chứ ai cấp. Tại sao dân mình sợ? Nó gieo cái nỗi sợ trong đầu mình hoài. Hỏi chút có đem nhà tù tới, hỏi chút có đem cái vũ lực tới người dân, không?
làm cho người dân mình sợ hãi. Đúng rồi. Gặp nó là teo giá, gặp nó là phải đóng tiền phạt cho nó, cho cúng cho nó ăn, không 300, 500, 1 triệu gì đó, không để mà được đi cho êm ái. Đó. Nó sẽ tạo ra những cái thói quen như vậy, à, đúng rồi. Và trong cái cơ quan công quyền cũng vậy, à, khi người dân vô mà làm việc chứng một cái giấy này giấy nọ thì nó phải tạo ra cái cách để đút lót cho nó, à, và nó tạo ra như vậy, nó làm cho vô tình làm cho người dân của chúng ta thành một cái thói quen đó. Đi làm bất từ cái thói quen đó thì á, đúng rồi, bất kể cái gì nó cũng phải coi như là có đút lót, à, nó tạo cho cái thói quen đó thì và nó quen đến cái mức độ mà coi như là cứ người dân cứ nghĩ rằng là cán bộ đúng hết đó, bởi vì tất cả họ coi người dân của chúng ta là cái gì cũng sai hết, thì nó làm như vậy, người dân của chúng ta riết thành một cái thói quen, một thói quen là thôi mặc kệ nó, miễn làm sao mình yên là được rồi, bắt đầu nó trở thành một cái thói, cái coi như là an phận, không biết coi như là đòi hỏi cái quyền của mình đó, thì từ từ bắt đầu nó cái đó nó cứ quen dần đó. Thì á, những cái quyền cơ bản của chúng ta bị nó cướp hết đó, đó là một cái cách mà nhà cầm quyền cộng sản nó đang đối phó với người dân của chúng ta. Thói quen mà gặp công an ở đâu là sợ ở đó, gặp bất cứ đoạn đường nào thấy công an là sợ hãi tót lên cái mặt luôn đó. Khi mà ra đường á, cứ 1 cây số 2 cây số là thấy một trạm công an đứng để mà kiếm bánh mì. Còn ở những cái nước như mà Campuchia, Thái Lan đó, anh em mình đi có bao giờ thấy con kiểu như là mấy cái kiểu mà cảnh sát mà lập chốt đứng đường như vậy đâu? Đâu có. Họ có những cái chỗ cái nhà lồng đàng hoàng, có máy lạnh luôn ở trong cái chốt đó thôi, chứ không có đứng đường bừa bãi. Ở Việt Nam anh cứ đi 3 cây số anh thấy một trạm của thằng mấy thằng chó vàng rồi, để mà chi kiếm bánh mì thì mới đủ cái tiền mà nó để trả về cái chi phí mà nó xin vô ngành công an. Tại vì cái chi phí xin vô ngành công an rất là đắt. Ở nhà ở gần em á, thì có một cái thằng đó nó cũng xin vô ngành công an mà với 1,5 tỷ đó, không rồi học cái ngành rồi học rồi gọi là học cái trung học cái gọi là cái trường mà công an gì quên mất tiêu rồi, mà học có tới 300 triệu vô học đó, lo vô học 300 triệu đó, để ra để có cái đi có cái việc làm là đi làm công an xã đó, không các lực lượng công an xã nè bảo vệ khu phố nè, dân quân tự vệ nè, rồi dân phòng nè, không rồi những cái lực lượng này nè, chưa tính cái nhóm gọi là ngu du dốt á, là nhóm hiệp sĩ mà rồi bu cu ngựa đó, không hết chuyện rồi đi làm hiệp sĩ thế mạng cho công an, không ra làm hiệp sĩ á bây giờ đi bắt cướp cho đâm chết mẹ đó mấy ngu. Vừa rồi mới chết đó. Cái lực lượng mà gọi là dân phòng nè, không dân quân tự vệ nè, bảo vệ dân phố nè, trật tự đô thị nè, mấy cái lực lượng này để làm ra làm gì biết không? Để thế mạng cho mấy thằng công an. Tại vì khi mà mấy thằng công an nó ra chỉ thị đàn áp dân đó thì mấy thằng này phải đi làm. Không, công an nó ngồi đúng chơi rồi. Xôi nước. Nó ngồi chơi xôi nước mà đó, hậu quả là mấy thằng này lãnh. Đó, công an đâu có lãnh đâu. Rõ ràng. Không thằng nào có lãnh hết, nó tạo ra được những cái lực lượng này để mà hứng đạn chịu sự sỉ nhục, sỉ vả của người dân. Đó, sự tàn sát của người dân. Đó. Như vừa rồi anh thấy có thằng giang hồ mà giang hồ dơ Thanh Hóa đó. Đó. Đi ra chỗ bóp kiếm chuyện với người ta. Đó cũng ngu dốt không? Tự nhiên đi ra làm cho người ta sỉ giả vô cái tổ tiên nhà nó, phải không? Rồi chi xác nó chém nó, anh thấy không? Thấy tội thấy ngu dốt không? Mấy công an đó nên nó làm sao? Nó ngồi mát hưởng bát vàng. Không. Nó ăn biết bao nhiêu tiền. Đó. Tại sao mà ta tạo ra lực lượng đó, không? Thế mạng thôi. Mấy ngu tụi bay á, lực lượng dân phố nè, bảo vệ dân phố nè, bảo vệ dân quân tự tụi bay chỉ là những con tốt thí để cho cộng sản nó đưa lên làm bia đỡ đạn thôi. Tụi bay ngu dốt lắm mới làm những cái chuyện này, đi đàn áp người dân, dốt mà còn tỏ ra nguy hiểm nữa, không? Lương á, nhà nước tụi bay chúng ta hưởng được bao nhiêu tiền, chủ yếu là tụi bay đi giải phóng mặt bằng để kiếm ăn thôi, không? Chứ còn tiền ngân sách làm gì có đéo đâu. Đúng mà rồi. Suốt ngày tụi bay chỉ biết ra đường, không? Không, anh thấy anh để ý đi, cái lực lượng mà dân phòng với dân quân tự vệ đó, dạo đây á, từ năm 2015 trở đi đó là anh thấy á, nó chuyên ra đứng đường thổi phạt xe để kiếm ăn, phải không? Ở Việt Nam ai đồng ý bấm số 1 giùm em cái coi chuyện này có hay không, kể từ năm 2014 chứ không phải 2015.
tức là lúc mà những cái lực lượng này có ra đó là nó đã bắt đầu manh nha là kiếm bánh mì giống như cảnh sát giao thông chó vàng ha. Đúng rồi, là nó đã có những cái hoạt động bằng cách là đi ra bắt xe không, rồi giải tỏa mặt bằng đô thị nè không, cái gì nó cũng có mặt đó, rồi đi cướp đất cưỡng chế đất, là những lực lượng này là đi xưng phong đầu tiên. Ai ở Việt Nam cho em có chứ có chuyện này không, bấm số 1 đúng không, ai đồng ý bấm số 1 chuyện đó có hay không, hay là chúng tôi xuyên tạc? Cộng sản tụi bay lúc nào cũng nói người ta xuyên tạc không, những người dân trong nước họ trong đây họ đang nói có và họ bấm số 1 thì kìa, không ai rảnh mà xuyên tạc cả, đó là sự thật không thể nào chối cãi được. Tại sao những cái đất nước văn minh của người ta không cần văn minh đâu, Lào, Campuchia họ không có dân quân tự vệ, họ không có bảo vệ dân phố, họ không có thanh niên xung kích, họ không có cần nhiều thằng mà bá dơ như vậy để làm cái gì? Đó, thấy không? Nhiều người trả lời chuyện này có. Đó, đúng rồi, mấy con chó đó ăn thức thế cho công an, thấy không? Tụi bay suốt ngày cứ đi rình rập nhà người ta. Công an nó sai tụi bay đi rình rập nhà người ta, gắn camera chỉ cho nhà người ta. Tụi bay vô đó rình cái gì? Người ta ỉa có cầu tiêu đàng hoàng chứ người ta có ỉa bậy cho tụi bay ăn đâu mà tụi bay cứ rình rập nhà người ta. Phải không? Đó là cái đảng Cộng sản tụi bay nói là quang vinh muôn năm mà người ta đi ỉa tụi bay cũng rình nữa. Hả? Người ta ỉa vô cầu tiêu mà chứ không phải ỉa vô miệng tụi bay đâu mà tụi bay cứ rình để mà ăn. Sao tụi bay nhục quá vậy? Hả? Đó, bà con trả lời hết rồi đó, thấy không? Mời, mời anh Trương chia sẻ tiếp. Thì đó, nhà cầm quyền Cộng sản thì họ luôn luôn tạo ra những cái đầu tiên là nó tạo ra những cái khủng bố. Nó khủng bố hôm xưa, nó tạo ra khủng bố đó cho người dân nó quen. Mới đầu nó tạo ra rất là ít, không? Từ từ. Bởi vì cái gì cũng vậy, giống như là nó coi như là tiêm thuốc cho người dân vậy. Nó làm tiêm thuốc an thần cho người dân vậy. Nó coi như là tạo ra dần dần. Anh chị em thấy hồi xưa đất nước của mình đó, gọi là rừng vàng biển bạc. Thì bắt đầu nó cắt rừng từ từ đó, nó gọi là coi như là cắt rừng để coi như là trồng lại cái rừng mới à, nhưng mà rừng đó thì nó bao nhiêu năm trời mất mới thì phải cắt đi để trồng rừng mới à, bắt đầu nó gọi là di dân lên để coi như là trồng rừng đó, nó cắt rừng, nó tạo một cái quen bắt đầu là thực chất ra cái việc đó là nó đang tìm cách để nó cướp đi cái tài nguyên nó cướp đi cái tài nguyên của coi như là người dân chúng ta. Thật sự ra cái tài nguyên của một cái quốc gia là nó coi như là phải được chia đều cho đầu người dân đó, hoặc là khi mà khai thác những cái tài nguyên của một cái quốc gia đó là phải được đầu tư lại cho người dân, chẳng hạn như là khai thác tài nguyên thì phải đầu tư lại rừng đầu tư lại bệnh viện, cầu đường coi như là những cái nơi mà coi như là công cộng cho người dân. Nhưng mà chúng ta nhìn đó, khi nhà cầm quyền Cộng sản họ coi như là cướp hết những cái đó mà họ có đầu tư lại cho người dân đâu, nhưng mà người dân họ không có thấy bởi vì cái việc mà hàng ngày cán bộ kiểm lâm mà đi ăn trộm rừng hoặc là những cái việc mà tụi Cộng sản nó bắt tay với nhau để nó phá rừng, nó làm như vậy, người dân thấy bắt đầu cái việc này quen quá, cái việc này càng ngày người ta cho là đó một cái thói quen đi, không có ảnh hưởng. Và bây giờ và cái bây giờ nó dẫn đến một cái hệ lụy là chị em thấy đó, bây giờ Việt Nam của chúng ta đâu có còn rừng đâu, tất cả những cái rừng già, những cái rừng mà lâu năm của chúng ta là bị Cộng sản nó cưa sạch, nó cưa sạch và nó coi như là đắp những cái đập thủy điện đó, là bắt đầu nó làm nước để coi như là nó xả nước xuống để coi như là tức là nó Châu Tâm nói là giá xăng 95 tại Thái chỉ có 27,5 baht, tức là tương đương 18.000 đồng Việt Nam, đúng rồi. Thì coi như là nó vơ vét tài nguyên đó. Và bây giờ cái sự tham nhũng của coi như là nhà cầm quyền Cộng sản đó là riết rồi, bắt đầu nó thành cái thói quen rồi, bởi vì do người dân của chúng ta nó tạo cho người dân của chúng ta thành một cái thói quen đó, là đút lót, tạo cái thói quen nhìn cái việc coi như là tham nhũng, nhìn cái việc coi như là hủy diệt môi trường đó, tạo thói quen riết rồi. Bây giờ người dân của chúng ta cứ thấy việc gì Cộng sản họ làm
bắt đầu người ta nghĩ rằng cái việc đó bình thường. Cứ thấy mọi cái việc đang xảy ra trong đất nước của chúng ta, cứ cho đó là một việc, cái việc bình thường đó. Tại sao? À, là bây giờ nó xây nó coi như là xây cầu đường hư, nó coi như là nó làm một cái công trình gì nó tham nhũng hàng ngàn tỷ. Nhưng người dân của chúng ta không phải là không thấy, người dân chúng ta thấy, người dân chúng ta biết hết. Nhưng mà người dân chúng ta thấy đó là cho rằng cái việc đó nó quá bình thường, nó xảy ra hàng ngày mà, nó quen thuộc với người dân của chúng ta rồi. Thì bây giờ dẫn đến cái việc là người dân của chúng ta phải còng lưng ra để coi như là làm, mà đóng thuế, còng lưng ra làm để coi như là trả những cái món nợ mà do Đảng Cộng sản nó tham tàn, nó lấy của coi như vơ vét xong xuôi rồi nó lại tuồn ngược ra nước ngoài. Trong khi đó một đất nước á, một cái quốc gia mà lo cho dân á, là họ luôn luôn tìm cái nguồn ngoại tệ từ bên ngoài về để chi, để xây dựng đất nước, xây dựng lại coi như là cái đất nước của mình. Nhưng mà ở Việt Nam của chúng ta thì khác. Việt Nam của chúng ta tìm mọi cách vơ vét tài nguyên, đổi ra đô la và đi vay đô la bên ngoài về, xong xuôi rồi vô tay của coi như là tụi tham quan, xong xuôi cái đô la đó lại chảy ngược ra bên nước ngoài. Đó là cái đất nước của chúng ta, là nó coi như là nó khác với những cái đất nước khác là vậy. Nhưng mà người dân của chúng ta thấy cái việc đó là nó quen thuộc rồi, nó quen với coi như là người dân nhìn thấy hàng ngày. Cũng như ví dụ như tôi nói một cái, như nói đến cái giá xăng, tôi sẽ coi như là nói cho anh chị em nghe đó. Ngày xưa lúc mà năm 95 là cái giá xăng nó cũng coi như là 40 một thùng á, tức là giá dầu thô á. Nhưng mà Việt Nam lúc đó coi như là xăng có bao nhiêu, cũng có mấy ngàn đồng một lít đó. Và coi như là đến bây giờ coi như là 20 mấy năm rồi, 20 mấy năm phải không? Và cái giá xăng bây giờ, cái giá dầu thô bên trên thế giới bây giờ nó coi như 60-70 đô la một thùng thôi. Thì nhưng mà Việt Nam của mình, hãy nhìn lại giá xăng Việt Nam của mình thì nó không bao giờ nó giảm, mà nó cứ tăng hàng ngày. Cứ mỗi một năm như vậy nó tăng lên coi như là 1-2 ngàn, 3-4 ngàn. Và cho dù giá dầu thế giới nó có hạ xuống bao nhiêu đi nữa, chúng ta cũng biết vừa rồi cái vụ mà Mỹ nó đánh tụi Venezuela, đánh coi như là Nga, đánh các nước xuất khẩu dầu mỏ, thì giá dầu nó rớt xuống còn có 30 mấy đô la một thùng thôi, nhưng mà giá xăng Việt Nam nó vẫn cao ngất ngưỡng. Nhưng mà người dân Việt Nam thấy cái việc đó bình thường, và đến ngày hôm nay cũng vậy. Giá dầu ngày hôm nay thì nó trung bình rơi vào khoảng coi như là 70-80 đô trong một thùng đó. Nhưng mà giá xăng của Việt Nam, anh chị em nhìn đi, 20 mấy ngàn một lít đó. Trong khi cái giá xăng nó luôn luôn nói rằng giá xăng Việt Nam là rẻ hơn Campuchia, rẻ hơn Lào, nhưng thực chất ra không phải, anh chị em không. Giá xăng như nãy cho Tâm cũng có nói, nó chỉ coi như là giá dầu bữa nay có 50 đô thôi, 50 đô đó. Đó thì anh chị em thấy đó, một thùng dầu nó đến 200 lít lận anh, không phải 160 lít 60 đâu. Thì chúng ta thấy đó, người dân chúng ta được hưởng cái gì, và người dân của chúng ta bị một cái coi như là bóc lột. Bị bóc lột riết nó quen rồi, cái sự bóc lột sẵn chơi trò một bước tiến một bước lùi ha. Nhưng mà anh chị em thấy đó, thấy không, cái giá xăng hiện nay ở Việt Nam như thế nào, nó đến 20 mấy ngàn một lít, phải không? 20 mấy ngàn một lít thì so lại với thế giới thì nó làm gì mà người dân chúng ta không thấy. Người dân chúng ta bị coi như là bóc lột riết nó quen đi, nó bị quen với coi như là cuộc sống của chúng ta hàng ngày, đi ra gặp cái gì cũng bị cộng sản bóc lột, từ cái coi như là mớ rau ở ngoài chợ cho đến coi như là cân thịt, hay là coi như là đến coi như là ký đường cũng bị coi như là bóc lột. Nhưng mà người dân chúng ta đâu có thấy đâu những cái việc đó. Chúng ta cứ thấy nó cứ diễn ra, diễn biến hàng ngày trong cái cuộc sống của chúng ta, cho nên là thấy cái đó, việc đó là nó bình thường, thấy cái việc đó nó quá quen đi.
Thấy cái việc đó nó quá quen rồi, quá quen với chúng ta rồi, cho nên là chúng ta không có lên tiếng, thì đó, vô tình đó. Và đến đến như ngày hôm nay chúng ta thấy không? Anh Văn Trinh muốn lên, anh Văn Lý Trinh muốn lên. Anh bấm OK thì em mới mời anh lên được. Cái này bấm như vậy em không có mời, anh chỉ bấm OK thôi. Ở đây em không có thấy ở trên màn hình. Đó. Anh không có camera, anh thoát ra anh vô lại đi rồi mới có camera. Thì đó, người dân của chúng ta cứ bị cứ quay quẩn trong một cái coi như là anh thoát ra anh vô lại cái trang của em là mới có camera. Không có camera thì em không có mời lên được. Thoát ra đi anh rồi vô lại. Người dân của chúng ta cứ bị quay quần trong một cái vòng tròn, trong một cái vòng tròn mà coi như là bị coi như là cộng sản nó lừa dối. Khi mà cộng sản nó lừa dối mà nó đưa chúng ta vào cái vòng tròn đó thì chúng ta cứ quay quẩn trong đó không có thoát ra được. Cho nên á, những cái tha hồ từ cái việc đó thì á, người dân của chúng ta bị coi như giống như là bị say đó, bị xỉn đó, ở trong cái vòng của cộng sản rồi. Thì lúc đó cộng sản nó tha hồ, nó làm gì nó làm. Anh chị em cũng thấy đó. Anh Chi Vũ muốn lên, em sẽ mời anh Chi Vũ. Nó làm cho chúng ta quay quần ở trong một cái xã hội mà lúc cái sự bất công. Em thấy rồi, em đang mời anh Chi Vũ tí xíu, em mời anh Trinh. Nó làm cho chúng ta quay ở trong một cái xã hội như vậy. Khi mà chúng ta quay trong một cái xã hội như vậy, đầy rẫy chúng ta là những sự bất công, đầy rẫy chúng ta là những cái sự tham nhũng, tham quyền, chạy chức chạy quyền, đưa con em của cán bộ vô coi như là có những cái cơ quan, có cái 46 người trong một gia đình đó, thì chúng ta cứ thấy cái việc đó là quen. Và cái việc mà phân biệt, cái việc mà phân biệt là gia đình có công với cách mạng thì được ưu tiên, và con cái của coi như là Việt Nam Cộng Hòa mà họ gọi là cái gọi là con cái của Mỹ Ngụy á, là không được coi như là tham gia vào cơ quan công quyền đó, và hoặc là những ai mà có tôn giáo là sẽ không được tham gia công quyền. Thì đó nó tạo cho cái người dân Việt Nam của chúng ta cứ lần quần như vậy đó, thì nó tạo ra một cái thói quen cứ nghĩ rằng á, khi mình đi học mình có tố chất, mình có trình độ, mình có kiến thức đàng hoàng đó, nhưng mà gia đình mình á có một cái coi như là ngày xưa là cha mình là coi như là quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đó, thì bắt đầu là không có thi vô được. Bởi vì sao? Mình bị cộng sản nó tuyên truyền mà, nó làm cho mình coi như là có một cái mặc cảm, cứ luôn luôn nghĩ trong đầu mình á là không có vô đó được đâu, mình vô đó thì nó cũng coi như là không có coi như là tuyển chọn mình đó. Và đó là sự thật, khi mà vô có giỏi cỡ mấy đi nữa mà vô trong đó nó cũng không bao giờ nó tuyển đó. Thì đó, nó tạo như vậy, người dân trở nên một cái thói quen là cứ mặc kệ đó. Mặc kệ cho coi như là con em đảng cộng sản cho dù học ngu dốt nhưng mà vẫn coi như là ngồi trên đầu trên cổ mình đó. Cái việc đó nó diễn ra hàng ngày, nó diễn ra nhan nhản hàng ngày. Bấm OK em mới đưa anh lên được. Anh Chi Vũ em mời anh từ nãy giờ mà sao là không thấy anh lên được. Em đang mời anh Chi Vũ thử xem sao. Thì thấy không, riết rồi nó tạo cho chúng ta có những cái thói quen, và từ những cái thói quen đó, từ những cái thói quen mà hàng ngày mà chúng ta thấy đó, thì nó lại tạo ra những cái thói quen khác. Cái thói quen gì? Một cái thói quen mà dẫn đến chết người, dẫn đến sự hiểm họa mất nước, dẫn đến sự hiểm họa diệt vong là như thế nào? Đầu tiên tôi sẽ kể cho anh chị em nghe từ từ. Đầu tiên nó sẽ coi như là cho nó đã coi như là cấu kết bán nước với tụi giặc tàu phương Bắc rất là lâu rồi, từ thời Hồ Chí Minh lận
đó. Rồi đến coi như là thời coi như là Phạm Văn Đồng năm 1958 đó, rồi coi như là đến coi như là năm 79 mà chiến tranh biên giới, rồi coi như là đến năm 88 coi như là chiếm đảo Gạc Ma, mà Lê Đức Anh á là ra lệnh cho coi như là quân đội á làm bia sống để cho Trung Cộng nó bắn đó. Và đến cái hiệp định Thành Đô năm 1990 thì nó sẽ tạo thói quen gì từ đó. Nó đã bán nước rất là lâu rồi xin thưa anh chị em, nhưng mà nó không có công bố, phải không? Anh Chi Vũ, em mời anh từ nãy giờ mà không thấy lên được. Anh kiểm tra lại xem sao. Đó, thì anh chị em thấy đó. Khi mà nó muốn coi như là bán nước và người dân em sẽ mời một lòng với Phật. Hồi nãy như anh gửi lời mời, bấm ok hay sao đó. Anh Chi Vũ sao không thấy lên được? Thì nó coi như là nó tạo ra một cái thói quen gì? Nó muốn coi như là dân đất nước này cho Trung Quốc thì nó phải tạo ra một cái thói quen. Cái thói quen làm gì để cho người dân của chúng ta tiếp cận với người Trung Quốc? Tiếp cận với người Trung Quốc thì phải làm gì? Thông qua một cái hình thức gọi là cho phép các nhà đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam làm những công ty xí nghiệp và bắt những công nhân của mình học tiếng Trung Quốc. Đó là cái thói quen từ từ đó, và từ từ họ sẽ mở rộng những cái coi như là thói quen đó ra cho rất là nhiều cái coi như là xí nghiệp của Trung Quốc vào đầu tư ở Việt Nam đó. Mở coi như là các công ty, mở những cái trường học dạy tiếng Trung Quốc, và cái khốn nạn nhất mà người dân chúng ta phải gánh chịu đó là cho mở những cái coi như là nhà thuốc đó, nhà thuốc gọi là nhà thuốc đông y, nhà thuốc của người Trung Quốc. Anh Đông Nguyên không có lên được. Em sẽ mời coi như Nguyễn Thắng lên xem sao. Đó, thì anh chị em thấy không? Nó tạo ra một cái thói quen và cái người Trung Quốc. Chào Nguyễn Thắng. Vâng, em chào anh Trần Đoàn. Thực ra về cái thói quen này thì đúng đây là cái hiện tượng kiểu như là lấu con ếch sống ấy, Trần Đoàn ạ. Người ta bỏ con ếch vào trong cái nồi nước lạnh ấy. Xong người ta từ từ nâng nhiệt độ lên. Đến lúc con ếch nó bị suy kiệt sức khỏe dần dần và nó chết một cách không dễ dụa. Thì cái nỗi sợ hãi và hèn nhát của người Việt Nam thì nó cũng như thế. Bởi vì cái tà thuyết cộng sản này thì nó không đúng. Nó là tà thuyết, nó là cai trị. Đầu tiên nó vào thì nó cũng rất là nhẹ nhàng. Nó trình bày những lý thuyết mị dân. Đó là những cái lý thuyết ví dụ như chúng ta đấu tranh giai cấp, xóa bỏ giai cấp, tiến tới một cái thế giới đại đồng, không còn cái cảnh người bóc lột người, không còn tầng lớp địa chủ. Lúc ấy nó đổ tội cho cái tầng lớp địa chủ là hay là tầng lớp tư bản là bóc lột con người đến tận xương tận tủy. Vậy chúng ta sẽ tạo ra một cái nhà nước quản lý tất cả tài sản. Chúng ta tiến một cái thế giới, người ta gọi là thế giới xã hội chủ nghĩa, mà ở đó làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, tài sản hoàn toàn do nhà nước quản lý, mà nhân dân là coi như là được chia đều tất cả. Quả thật nếu mà người ta đang đói khổ nghèo khổ như thế mà người ta nhìn cái tầng lớp trên nó giàu thế thì người ta ham quá đi, thích quá đi, đúng anh chưa? Đúng rồi. Đấy, thế nhưng bản chất thực sự của nó thì nó không thế. Đấy, nó chẳng qua là lý thuyết nó đưa ra là thế thôi. Nó bảo xóa bỏ tư hữu, tức là nó bảo đổ cho tư hữu là tàng tích của tư bản, phải chấm dứt cái chế độ tư hữu, mọi người không có quyền tài sản gì hết, mọi người phải như nhau trước sau, nó bình đẳng tuyệt đối mà. Chính vì thế mọi người đang nghèo khó, đang cảm thấy là cái lớp chủ bốc lột họ quá, bởi vì lúc cái thể chế dân chủ nó cũng chưa thực sự là vận hành một cách chân chu. Và nhiều nước tuy rằng ở dạng đế quốc thật, tam quyền phân lập thật, nhưng thì người dân chưa được thực sự đưa lên làm chủ. Thì nó nói rằng xây dựng một xã hội như thế thì tuyệt vời lắm, mà người dân thì sẽ là chủ nhân của đất nước, ai cũng là chủ nhân hết.
chính ra nó đưa ra cái chủ thuyết dân chủ là chính là nó nói là nó dân chủ chứ anh. Cho nên xây dựng một cái xã hội là do dân vì dân, tất cả đều cho do cho nhân dân hết. Và nó là một thiên đường luôn các bạn ạ. Các bạn có thích không? Những người công nhân đang đói khổ như bây giờ họ rất là sung sướng với một cái thể chế như thế. Cho nên họ ùa theo. Và đã xảy ra một cái cuộc gọi là đấu tranh giai cấp, là để xóa bỏ cái giai cấp. Nhưng đến khi những cách mạng đã thành công, chủ thuyết cộng sản được nắm quyền, thì cái bản chấn ma quỷ của nó lúc kia nó mới hiện nguyên hình. Ví dụ như công bằng, dân chủ, văn minh, thì anh có thấy công bằng không? Dân giàu, nước mạnh. Anh có thấy có dân có giàu không, nước có mạnh không? Hoàn toàn đi ngược lại điều đó. Mà nó bảo đấu tranh giai cấp để xóa bỏ giai cấp thì có. Đến ngày hôm nay có xóa bỏ giai cấp không ạ? Không anh. Mà nó lại đi đúng một cái vòng tròn, quay lại đúng cái giai đoạn 1945 và trước nữa. Và cái hành động của chúng nó là gì? Nó sử dụng tất cả những con người ngu dốt, thuần phục, dối trá, chứ nó không dùng được những, không mị được những người tài giỏi. Chính vì thế là nó tiêu diệt tất cả những người tài giỏi phát hiện ra cái sự dối trá của chúng. Chính vì thế ở Bắc Nam, ở em này, em là người Bắc mà. Đầu tiên nó nói thế thì nó mị được rất nhiều người. Dẫn tới là nó huy động được tiền vàng của cái giới địa chủ rất là nhiều ở Việt Nam luôn, ở ngoài Bắc này. Tức là tuần lễ vàng đấy. Ở trong đó có nhà bà Cát Thanh Lâm đấy, rồi là bà Lâm cái thứ. Thì anh biết không, nó huy động được rất nhiều tiền vàng trong cái giới địa chủ. Và năm 46 thì cái thằng cộng sản này nó ký ngày 6 tháng 3 1946, nó ký hiệp định với Pháp. Chính thằng cộng sản nó đưa Pháp vào. Anh biết nó đưa Pháp vào Việt Nam làm gì không? Nó tiêu diệt các đảng phái chính trị đối lập với nó, đặc biệt là tổ chức Đồng Chí Hội rất mạnh, mạnh hơn cả cái bọn cộng sản này. Đấy, thì ta sẽ nói bỏ qua lần này, ta nói đến 1954. Đến 1954 thì bắt đầu nó thực hiện cái chính sách gọi là tịch thu của người giàu chia cho người nghèo, gọi là cải cách ruộng đất. Cải cách ruộng đất thì chúng nó không có trí tuệ gì, bởi vì chỉ những thằng ngu dốt và thuần phục thì nó theo. Cho nên nó không có cái giải pháp gì tốt nhất là đem tiêu diệt tất cả trí phú cường hào, tức là trí là ai, là trí thức. Nó giết tất cả cái tầng lớp như thế, chốc tận rễ, và vô hình chung nó mượn gió bẻ măng, nó gây khủng hoảng tâm lý người Việt Nam, rồi nó phá vỡ nền tảng gia đình, phá vỡ nền tảng dân tộc. Chính vì thế nó đưa ra cái câu 100 năm trồng người đấy anh. Tức là nó xóa sổ Việt Nam đi, để bắt đầu từ đây là con là một cái văn hóa mới, và phải cắt đứt 4.000 năm văn hóa lịch sử của dân tộc Việt Nam. Nó dã man như thế cơ mà. Thực ra nếu Hồ Chí Minh là người Tàu thì bớt tội, chứ nếu Hồ Chí Minh là người Việt Nam thì cực kỳ to tội. Anh biết tội nên là tội gì không? Tội phản bội văn hóa truyền thống dân tộc, vác một chủ thuyết ngoại lai về để tiêu diệt đi cái văn hóa cội nguồn. Anh thấy có dã man không? Tức là nó xóa bỏ hoàn toàn người Việt Nam, tàng tích văn hóa của người Việt Nam. Nó tiến hành đập hết đình chùa miếu mạo, đập hết đình chùa miếu mạo, gần như đập hoàn toàn. Anh đập gần như hoàn toàn miền Bắc. Tức là nó đập khủng khiếp luôn. Nó phá hủy tất cả những cơ sở tôn giáo. Rồi nó tra tấn, nó giết con người bằng cách này. Nó giết như thời Trung Cổ. Nó dã man mức độ là nó chôn sống người đến tận cổ. Nó lém người ta xuống hố, bắt đầu kích động quần chúng, ném đá cho đến chết. Nói thật, những cái chết mà gọi là vô cùng thê lương. Những cái chết mà bây giờ quay dựng thành phim, nhiều người không dám nhìn nữa. Nó gây ra khủng hoảng tâm lý trầm trọng, thậm chí nghiêm trọng. Và bắt đầu nó lại mị dân là gì? Nó mị dân là, đấy, phải làm như thế với bọn đó để chúng ta tiến tới cái vấn đề là tiến lên cái xã hội kia thì phải chấp nhận như thế. Cái gì cũng phải chấp nhận. Thế giới đại đồng á. Và nó thế giới đại đồng thì phải bước qua những cái nỗi đau như thế. Chúng ta cứ phải chấp nhận đi. Mà người châm ngòi thì chính là Hồ Chí Minh trong cái tác phẩm Địa Chủ Ác Nắm với bút danh là CP. Xong bắt đầu nó CP là Hồ Chí Minh Thanh Hóa theo
176 bút danh, có bút danh CB của Hồ Chí Minh. Bây giờ đúng rồi, chính xác. Cạch rồi. Đầy máu như thế. Tưởng thường là ném đá dấu tay. Cái giai đoạn đó thì nhân dân không biết Hồ Chí Minh. Ở Hồ Chí Minh gọi là ném đá dấu tay mà. Hồ Chí Minh là người ký cái sắc lệnh để là đánh cái khu ở cái mà cái cách đó. Xong bắt đầu nó này, chính Hồ Chí Minh tự tô vẽ chính mình với một bút danh khác là Trần Dân Điên, tức là mô tả Hồ Chí Minh là một nhân vật đỉnh cao của trí tuệ, rồi là một con người thương dân. Vu tóm lại là ông là tuyệt vời, Lâm Bảo Anh, được chưa? Sau đó thì khi cải cách ruộng đất thì Hồ Chí Minh lánh mặt đi, đổ tội cho đàn em. Đến lúc xong việc cả rồi thì về lau gạt cái nước mắt cái là 172.008 người đã ra đi, đặc biệt là cái tầng lớp trí thức. Anh biết là nó dã man tới mức độ là như anh Trinh anh vẫn nói đấy, hai anh em nhà Phan Đăng Lưu ấy đặt tên đường rồi đấy, anh biết không? Chói bố khênh như con nợ đi khắp nàng, có cái thứ con nào như thế không anh? Nó gần cải cách văn hóa Trung Quốc ấy. Có cái đứa 10 tuổi tuyên bố ông bà từ hôm nay không phải là bố mẹ tôi. Tôi những cái thứ người ta gọi là không còn nhân tính nữa, không còn nền tảng văn hóa gia đình nữa. Và bây giờ chúng ta bắt đầu xây dựng một con người của thế hệ mới, một cái gì đó người ta gọi là đỉnh cao trí tuệ cho nó sướng cái cuộc đời. Và vô hình chung nó khủng bố như thế và nó mị dân như thế. Nhưng bản chất người dân ai cũng biết nó là cai trị, nhưng mồm nó luôn luôn ra giả, nó bảo với người dân và nó nói với quốc tế rằng đất nước tôi là đất nước dân chủ, người dân làm chủ. Nhưng thực ra ở Việt Nam không phải là người dân mà là thần dân, là tôi mọi, là tôi mọi cho nó đúng nghĩa. Và nó bảo là cán bộ là đầy tớ trung thành của nhân dân, là công bộc của dân. Nhưng có điều rằng có những cái lúc nó sơ hở, ví dụ như nó bảo là không được xúc phạm lãnh tụ lãnh đạo. Ơ thế em hỏi anh Huy Chương Đoàn là cái lãnh tụ lãnh đạo có phải đảng viên không, hay có phải là cán bộ không, có phải là đầy tớ không? Mà thế giải thích cái gì đây? Cũng như bọn cộng sản nó dùng rất nhiều chiêu hò, nó cứ gắn nhân dân vào mình, nó gắn dân tộc tổ quốc vào mình, cho nên là lâu ngày nó sử dụng một cái lý thuyết mà gọi là cái lý thuyết tà đạo, đó là 5 lần nói dối thành sự thật. 5 lần nói dối thành sự thật, tức là bất kỳ một sự kiện gì cho dù là dối trá nhưng mày cứ nói đi nói lại giết mãi thì nó tự nhiên nó thành sự thật, để nó bưng bít thông tin mà, thì người ta nghe mãi người ta quen, đúng người rồi. ngờ ngọ rằng chẳng biết nó đúng hay nó sai, vậy nó tác động đến 3 lần nữa thì tự nhiên nó thành sự thật đấy. Thế nó mới gọi là cái khốn nạn của lũ chúng nó là như thế. Chính vì như thế rất nhiều các cái sự kiện lịch sử nó đã bóp méo, nó bôi nhọ, bóp méo, nó không nói đúng sự thật, nó nói thậm chí quay 180 độ luôn đấy. Anh cứ nhìn xem, ví dụ như cái trận 1972 Mỹ ném bom để ép Việt Nam ngồi vào bàn đàm phán để Mỹ rút khỏi Việt Nam, để Mỹ rút khỏi Việt Nam, nhưng nó tuyên truyền là gì, là Điện Biên Phủ trên không Việt Nam thắng giòn giả ép Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán, trong khi đó bây giờ nó lòi hết rồi, bây giờ nó lòi hết rồi người ta đã đưa bằng chứng rằng ông cộng sản Bắc Việt đã đầu hàng vô điều kiện rồi. Nhưng Mỹ không chấp nhận đầu hàng vô điều kiện, bởi vô hình chung đầu hàng vô điều kiện thì lại thêm một gánh nặng nữa cho Mỹ. Mà như thế thì cộng sản quốc tế sẽ không sụp đổ. Mà cộng sản quốc tế không sụp đổ thì có thể là sớm nhất sẽ xảy ra cái cuộc chiến thế giới lần thứ 3. Cũng có thể là cộng sản ngày nay nó đã nhuộm đỏ toàn thế giới rồi, chứ không phải là hy sinh một con cờ Việt Nam. Chính vì nó buông cái Việt Nam này ra, dẫn tới nó tạo ra một cuộc chiến giữa hai con quỷ đỏ, đó là con quỷ đỏ Nga và con quỷ đỏ Trung Quốc. Này cộng với thằng Nga lại chạy đua hạt nhân với thằng Mỹ nữa. Thế là thằng Nga cuối cùng chết lâm sàng. Dẫn tới cái khối cộng sản Đông Âu bị sụp đổ. Đấy, nó cả một cái chiến thuật của cái thế giới tự do, chứ không riêng gì Mỹ đâu. Mà đây đúng là rồi. Cái chiến thuật của thế giới đúng tự rồi. Do. Nếu Mỹ không buông miền Bắc thì
đồng nghĩa với rằng Mỹ nó cũng phải găng sức ra đỡ cả cái chủ, cả cái Nga Liên Xô luôn, nó tập trung vào anh. Thì cuối cùng là bản thân cái thế giới tự do sụp đổ, chứ không phải là bọn quỷ đỏ này nó sụp đổ. Nhưng cuối cùng là Mỹ buông, thế giới tự do buông, và tự nhiên hai thằng cái giống chủ thuyết cộng sản, nó là nó có một cái tâm thức chảy ngược. Cái xu hướng của nó là gần như là quỷ, nó chính xác là quỷ. Mưu đồ của nó là bành trướng toàn bộ thế giới, chứ nó không như cái thế giới tự do. Thế giới tự do là người ta đưa con người lên làm trung tâm của sự phục vụ. Thực sự người cán bộ là công bộc của dân. Ví dụ người ta gọi là người của công chúng ấy. Donald Trump bây giờ người ta đem ra, người ta đứng trước Nhà Trắng, người ta chửi fuck you, mẹ fuck Trump thoải mái. Đúng không anh? Chửi ông Trump thoải mái. Nhưng ở Việt Nam mà chửi thế ăn đòn ngay. Thì rõ ràng xúc phạm lãnh đạo, một cái thể chế xúc phạm đánh bỏ mẹ tù ngay. Đúng không anh? Thế rõ ràng là thấy rằng là nó bảo rằng là thể chế dân chủ kia là một cái thể chế tham nhũng ABC và cờ dễ chết. Nhưng nhìn lại thì cái quyền con người, cái quyền của người dân mới được thượng tôn. Tổng thống hay nhà nước mới đem quyền lực đó trả lại cho nhân dân. Nhưng ở cái thể chế cộng sản là cái tầng lớp lãnh đạo gom quyền lực của mình để cai trị và bóc lột người dân. Tất cả những cái điều ví dụ như đòi, ở trong hiến pháp về chúng ta đi đòi. Nhưng thực ra chúng ta chỉ là cái thằng tôi mọi thôi, là thằng đầy, thực ra là tôi mọi đầy tớ là thần dân đi đòi thôi. Chứ còn cái lý thuyết về cái vấn đề là hiến pháp cũng chỉ là lý thuyết thôi, là trên giấy thôi. Nghe ra thì có vẻ bùi tai, nhưng Nguyễn Phú Trọng đã nói rõ, rất rõ ràng là hiến pháp là một văn bản cực kỳ quan trọng, quan trọng bậc nhất dưới cương lĩnh của Đảng. Anh thấy nó thòng cái câu cao chưa? Quan trọng bậc nhất dưới cương lĩnh của Đảng. Đấy, thế là gì? Cương lĩnh của Đảng thì anh cũng biết đấy. Cương lĩnh của Đảng là bạo lực cách mạng. Bố mày bảo không nghe nào, tao là luật, luật là tao. Bố mày dùng họng súng vào nhà tù ngay. Còn miễn áp nhà tù hiến pháp cho là mày đúng. Đúng rồi, hiến pháp cho là mày đúng, luật pháp cho là mày đúng. Nhưng cương lĩnh của tao, thằng này nó không nghe, nó chống đối, nó là thành phần phản động, bỏ vào tù. Thậm chí miễn xét xử. Bây giờ cái công nghệ truyền thông dẫn tới nó không dám làm sai, nó không dám làm sai quá nhiều. Chứ trước kia mà chưa có internet, chưa có truyền thông nhiều, em nói anh, chứ những cái thành phần mà có tiếng nói trái chiều ấy, tuy rằng không có làm gì về hiến pháp và pháp luật, nhưng tóm lại nó tình nghi thằng này có tư tưởng phản động, là bắt đi tù và không cần kết án, và sống chết mặc bay, chẳng biết là mất xác cả bao giờ, không cần biết. Anh biết là nó như thế cơ mà. Tức là em đã nói với anh 5 cái lý do tồn tại của Đảng Cộng sản đến ngày hôm nay. Thứ nhất, thần tượng Hồ Chí Minh. Đấy. Thứ hai là khủng bố, đe dọa nhân dân. Đến ngày cái hiện tượng bắt phản động chính là hiện tượng khủng bố đấy anh ạ. Đúng rồi, chính xác. Đấy là chính là hiện tượng khủng bố nhân dân đấy, chứ không có gì khác đâu. Còn cái hiến pháp thì nó biết rằng có rất nhiều điều bất lợi cho nó. Nó ký với quốc tế và nó bảo dân là sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Nhưng nó giấu nhẹ mẹ khuyên hiến pháp đi. Dẫn tới đó, gần như 90 triệu người dân mù. Sống giữa mù, tại sao mù? Anh không hiểu hiến pháp và pháp luật thì anh biết cái việc gì đúng, việc gì sai mà chả gọi là mù, đúng không anh? Chẳng qua làm việc trong cuộc đời này làm theo cảm tính, nghĩ rằng nó đúng thì làm thôi. Chứ còn nếu mà có vi hiến, tức là có sai vì hiến pháp và pháp luật, người dân trong nước cũng đếch biết luôn. Bởi vì có đâu mà đọc. Nói thật bây giờ hiến pháp cũng, cho nên cái nhóm hiến pháp ra đời cũng rất đúng. Nhưng nhóm hiến pháp có một cái điểm yếu, đó là coi như là đôi lúc tôn trọng hiến pháp hơi quá đáng, tự tin hơi thái quá, anh Huy Chương Đoàn ạ. Mà không hiểu được cái cương lĩnh của Đảng. Cương lĩnh của Đảng là bạo lực cách mạng. Ví dụ như anh Biển Mạn đứng về phương diện hiến pháp và pháp luật, anh vô tội. Nhưng đứng về phương diện cương lĩnh của Đảng, anh ấy không phải tội mà anh ấy cực kỳ to tội. Thì anh cực kỳ to tội thì cho nên phải tống anh vào tù, đúng rồi, có gì sai đâu mà. Nhiều khi chúng ta cứ nói cái cương lĩnh của Đảng nó chính xác là nó là nó dừng đấy anh ạ.
cái luật của cái con thú mạnh ăn thịt cái con thú yếu. Ừ. Cho nên là rất là mệt mỏi với cái đảng cộng sản này. Đến ngày hôm nay, ví dụ như người dân bảo xuống đòi nó là một kẻ cai trị toàn quyền, độc đoán, vượt qua hiến pháp và pháp luật. Như thế thì người ta mới gọi là độc tài. Còn sau dưới khuôn khổ hiến pháp và pháp luật thì chưa gọi là độc tài được. Độc tài tức là độc cái bản thân người ta, cho vào họ tài năng và họ quyết định tất cả, họ vượt qua hiến pháp và pháp luật. Và ngày hôm nay Tổng Trọng được liệt là một trong 5 người là độc tài nhất thế giới. Đứng ra những quyết định mà vượt qua hiến pháp và pháp luật, quyết định theo ý mình. Chính ông ta là luật, luật là ông ta. Ông thích bắt bố thằng nào thì bắt, chỉ thằng nào có tội, thanh trừng thằng nào thằng ý có tội. Mà bản thân cái đảng Cộng sản nó có một cái tuyệt chiêu. Ví dụ như anh bảo là cái con chó vàng. À bây giờ quay lại cái bọn chó vàng nữa. Bọn này. Thì tại sao nó làm thế? Và tại sao cái bọn tiếp sự thị sữa nó nhiệt tình thế? Tại sao bọn dân quân tự vệ? Thực ra đây là cả một cái mấu chốt. Nó là cả một cái logic. Nó liên quan đến nhau. Thằng công an nó dung túng cho cái bọn xã hội đen. Bọn xã hội đen tức là thậm chí là bọn phường, bọn xã, bọn an ninh các thứ. Thứ nhất cái bọn đó hưởng một chút lợi về tiền bạc. Thứ hai là hưởng nhiều hơn, đó là làm ăn bất chính. Anh Huy Trương Đoàn ạ. Cái bọn ở dưới xã. Đúng rồi. Bọn an ninh xã là làm ăn bất chính mới là khoản thu chính của bọn đấy. Cho nên đi đâu nó cũng hùng hổ hàng đầu. Thậm chí công an nó còn bắt tay với cả tội phạm. Nói thẳng ra công an bắt tay với cả tội phạm xã hội đen luôn, kể cả buôn ma túy luôn, kể cả trộm cắp đồ luôn, chứ không có phải là bình thường nữa. Dẫn tới gì? Dẫn tới là tội phạm gia tăng, nhưng gia tăng trong tầm kiểm soát của công an. Đấy, ra tay trong tầm kiểm soát của công an. Ví dụ như anh mà quen biết công an, anh mất xe máy chỉ cần 5 phút là có thằng nó mang giả anh xe, được chưa? Nhưng nếu anh không quen biết thì anh trình bày thoải mái đi, về đi, bao giờ tìm thấy gọi lên. Thì miễn nghiễm nhiên cái trường hợp này là thực cứ về đợi thôi, chứ còn đến bao giờ thì kiện của khoa. Đấy. Còn cái thằng Đảng Cộng sản nó gắn cho cái từ công an nhân dân để cho người dân thấy rằng cái gì cũng của dân, do dân, vì dân mà. Quân đội cũng nhân dân mà, công an nhân dân. Nhưng nó dung túng cho cái tầng lớp công an, cái bọn công an này làm sai để nó lắm cái, nó tạo cái sai này thành cái dây thòng lọng, nó thít vào cổ thằng công an và nó dắt thằng công an. Nó thắt cổ cái chết thôi anh ạ. Tức là dung túng cái sai của đảng viên cấp dưới, lấy cái lỗi sai đó làm cái thòng nọng cổ. Chứ chính vì thế cái tầng lớp công an vô hình chung nó trở thành thanh kiếm của đảng. Đảng nói là chúng mày là thanh kiếm của tao. Thế bây giờ cái thời bình này chỉ có dân mới đảng, mà tự nhiên công an nhân dân trở thành thanh kiếm của đảng thì đảng chém ai? Đảng chém dân. Đúng không anh? Thế thì anh nhìn thấy cái bản chất ngày hôm nay công an nó đi đánh dân chứ. Chứ đâu nó có dám chống đảng đâu. Mà trong khi đó nó của dân. Nó, nếu mà hiểu theo một cái nghĩa, gọi là nghĩa như các nước phát triển ấy, thì bảo rằng là chúng nó ăn lương của dân, người dân góp tiền để nuôi nó. Điều đó người dân Việt Nam hiểu sai rồi. Thực ra đảng Cộng sản nuôi công an bằng cách bóc lột nhân dân. Người dân không thể không đóng. Bên nó thu thuế từ trên, từ đầu thì chạy thì đéo nào được. Anh Huy Trương Đoàn em nói phải không nào? Đúng rồi anh. Thì thực ra là nó cai trị và bóc lột cơ mà. Người dân là bị bóc lột, còn tầng lớp Cộng sản là tầng lớp bóc lột. Nó bóc lột người dân, nó chia cho công an. Cho nên công an nó mới trở thành thanh gươm của đảng. Cho nên bà con cứ bảo là tiên sư bố chúng mày ăn cơm của dân thế này thế nọ, tôi đóng thuế cho chúng mày. Đây là nó bóc lột ta, ta phải đóng thuế cho nó. Kể cả một cái băng vệ sinh cũng phải đóng thuế, không thể tránh được. Lý do nó thu ở cái nhà sản xuất rồi thì chạy đằng rời à? Đúng không anh Huy Trương Đoàn? Thế bà con phải hiểu rồi. Đúng rồi anh. Nhân dân chúng ta là tầng lớp bị cai trị, bị bóc lột, phải đóng thuế mà không thể chối cãi được. Không có thể lên tiếng được. Chính vì vừa khủng bố, vừa đe dọa, lại thu thuế, giấu, bóc lột, giấu mặt như thế. Rồi quay ra thì nó lại nói xấu các nước khác. Nó lại vẽ ra những cái viễn cảnh rằng đất nước muốn phát triển thì phải có giai đoạn này, giai đoạn ABC bờ cờ.
Ví dụ như là tư bản phát triển được như ngày hôm nay cũng có giai đoạn nó đã từng hủy hoại môi trường, nó khai thác cạn kiệt tài nguyên, rồi ở đó nó có bắn súng vân vân vấn đề, rồi đa đảng thì loạn. Đấy anh ạ, nó nói tất cả những câu đó cho người dân, đặc biệt là cái tầng lớp trí thức ấy. Cái tầng lớp trí thức của Việt Nam bây giờ nó thành cái vật cản lớn đấy anh ạ. Xong bắt đầu cộng với cái tô vẽ cho các thành thần tượng Mỹ, thần tượng Hồ Chí Minh, nó trở thành cái xương sống, cái giá đỡ của chế độ. Chỉ Hồ Chí Minh mà chúng mày đốt tao, xác tao đi giải ba miền, đấy là di chúc bảo thế. Nhưng Đảng Cộng sản mà chết, mẹ mày chết thế nặng xẹt không được, mày không được chết, mày phải phơi thây ở cái năng, mày phải phơi thây ở cái năng để cho nhân dân thần tượng mày. Đi ngược lại cái truyền thống văn hóa dân tộc nhà mình, chính dân tộc nhà mình có ai chết xong thần tượng để nó làm thần tượng để tao bị dân để nó đó. Nếu mà không có thần tượng thì đâu có đúng bị rồi, dân được, đúng chính xác. đấy là cái hiện tượng người ta gọi là đồng quy hội tụ. Anh hiểu cái từ đồng quy hội tụ không ạ? Tức là đảng và dân đều là thần tượng Hồ Chí Minh, tức là đều chung một cái gốc. Vậy mâu thuẫn giữa đảng với dân thì gọi Hồ Chí Minh ra giải quyết. Tóm lại là con cháu một nhà, Hồ Chí Minh là cha già dân tộc. Ông nghĩ xoa xê xa cái là xong. Vậy có nghĩa là mày cứ cai trị đi, còn tao cứ phải chịu cai trị. Cho nên là người nào bỏ đấu tranh mà không mọi Hồ Chí Minh ra, không đánh đổ được thần tượng Hồ Chí Minh đi thì... Đúng rồi, chính xác đấy anh ạ. Chính là cái ná bùa mà anh. Chúng ta không bóc được cái ná bùa ra, không tách được dân ra một khối, đảng ra một khối, thì cái cuộc chiến này còn gam co, còn máu chảy nhiều, còn lâu dài. Nhưng chúng ta bóc được cái ná bùa đấy ra, tách dân ra, tách kiểu như tách nước một bên, dầu một bên ra, thì cuộc chiến nó sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng nếu mà chúng ta mà không tách được nhân vật, không bóc được cái ná bùa lấy ra, đảng và dân nó lại... Thế anh bảo cái cuộc chiến lại giữa dầu với nước mà nó trộn vào nhau thì có khó không? Đấy, cho nên rất là khó, cho nên nhiều nhận định rất là sai lầm về cái vấn đề đó. Thứ hai, chủ thuyết cộng sản này thì bây giờ rất nhiều người nó mị dân đến mức độ là nó thần thánh hóa từ lúc 3 tuổi. Bất kỳ một cái trường học nào nó cũng đưa ảnh Hồ Chí Minh lên, văn hóa cội nguồn phần bằng cách này. Ví dụ như lá cờ vàng ba sọc đỏ, nó không bao giờ nhắc đến. Bởi vì lá cờ vàng ba sọc đỏ chính là một cái thanh gươm để chạm cái cháy chế độ này. Thế nhiều người bảo đấu tranh không được vác lá cờ ra, đó là một cái sai. Ít nhất mỗi người đấu tranh hãy để lá cờ trong trái tim mình. Trong trái tim anh có thể cầm cờ đỏ, nhưng trong trái tim của anh là cầm cờ vàng. Kiểu như có một cái ông già em thấy rất là hay, ông đi chửi cộng sản muôn nơi, nhưng ở nhà ông để ảnh Hồ Chí Minh rất to. Xong bắt đầu mấy người đến chơi bảo ông chửi đảng khỏe thế sao ông lại để ảnh Hồ Chí Minh. Ông ấy nói nhỏ, tao để con quỷ chúa ở đây, bố chứ nó chả rắn gì tao. Anh ạ, tao để con quỷ chúa ở đây, bố đứa nào rắn là gì tao. Tức là gì? Lấy Hồ Chí Minh ra làm cái bia đỡ đạn cho ông ấy mỗi khi công an an ninh đến làm việc với ông ấy. Anh hiểu đấy, tức là ông ấy chửi tao rất thần tượng Hồ Chí Minh. Anh đây, tao chỉ chửi cái hiện tượng ngày hôm nay thôi. Thế còn tao vẫn thờ Hồ Chí Minh, và cuối cùng chú nói, ôi thế thờ Hồ Chí Minh thì đâu phải phản động. Đúng không anh? Đấy, những con người người ta lách luật rất khéo như thế. Cũng như cái đám cưới ở chỗ miền Tây đó, ở Tây Bắc, nói Tây Bắc thì đúng. Nó để mẹ cái bàn ông Hồ Chí Minh ra bàn uống nước. Thế mọi khi các đám cưới là nó đến thỉnh thoảng là nó cũng... Bây giờ cái gì nó chả vặt. Nhưng đến đấy gặp Hồ Chí Minh thì nó lại lượn anh ạ. Đấy, bọn ý thì nó khôn. Nó khôn anh ạ. Nó đưa con quỷ chúa ra ngoài, nó khè mấy con quỷ con. Mấy con quỷ con nhìn lên quỷ chúa nó chạy. Có người ngày xưa nhá, em kể câu chuyện này. Bà con, tức là dấu vàng ở đâu lộng moi được. Thế là cuối cùng là đem vàng dán vào sau cái bức ảnh Hồ Chí Minh treo lên tường. Thế là cuối cùng chúng nó tìm khắp, cuối cùng nó không tìm thấy. Bởi vì Hồ Chí Minh thì nó không dám động đến. Vàng lá mà. Đấy. Chứng tỏ con quỷ chúa này đôi lúc có lợi phết anh ạ. Quỷ chúa nó che cho. anh xem cái hộp cái... Đấy. Bây giờ nó có cái đạo giáo gì của cái ông ấy ở đây.
xong cuối cùng nó gắn cái chữ gì Hồ Chí Minh vào, ông đi khắp nơi công an cái thứ để chịu, bởi vì Hồ Chí Minh nó là. Chính vì thế đến ngày hôm nay, ví dụ như cái diễn đàn nó có những cái dư luận viên, em nói thật anh ấy chửi Bò Đỏ, anh cứ chửi Hồ Chí Minh cái là nó gần như là người ta tát nước của Hán ấy, tát nước nóng của Hán ấy. Thì đó. Vậy đến lành đành. Mình cũng lôi đầu Hồ Chí Minh ra mình chửi à. Mà mình biết cái nguyên tắc của coi như là tụi Đảng Cộng sản nó có hai cái thứ nhất là lôi đầu Hồ Chí Minh ra, cái thứ hai là coi như là lôi những cái mà xấu xa của đảng nó ra là nó bỏ nó chạy. Không sợ bằng Hồ Chí Minh. Nên cho nên là thần tượng tới mức độ người dân bảo bây giờ nó ghét, nhiều người dân đi đấu tranh mất ruộng đất, người ta vẫn thần tượng Hồ Chí Minh tới mức độ họ cầm cờ đỏ đi. Người nào mất đất mà đi đòi đất mà cầm cờ đỏ thì khác gì là bảo ông ơi cướp lửa đi anh ạ. Đấy, cho nên là những người nào đấu tranh thì phải biết đường dụi cái cờ đỏ đi, mình không chấp nhận nó nữa, thậm chí không chấp nhận thần tượng Hồ Chí Minh nữa. Mà nó lại không cho người Việt Nam ta có một cái tư duy độc lập. Cái tư duy độc lập rất là quan trọng mà mọi người không để ý vấn đề đó. Tư duy độc lập tức là tư duy phản biện, tư duy hai chiều. Các bạn đừng tin tôi, đừng tin anh Huy Chương Đoàn. Các bạn muốn biết tôi, anh Huy Chương Đoàn nói đúng hay sai, các bạn kiểm chứng. Quan trọng nhất là kiểm chứng và biết đặt câu hỏi tại sao và vì sao. Đặt nhiều câu hỏi tại sao, vì sao, what's đúng why rồi. Thì các anh sẽ trả lời được tất cả các vấn đề. Khi đó các anh mới có thể có khả năng sáng tạo, tức là có sự khai phóng thì có sự sáng tạo. Bây giờ người ta bảo anh thần tượng Hồ Chí Minh, anh bảo yes tôi sẽ thần tượng Hồ Chí Minh, nhưng tôi phải kiểm chứng Hồ Chí Minh, tôi phải nật như nật mớ rau đi, tôi xem tại sao cái diễn đàn cứ cho là phản động đi, họ lại nói Hồ Chí Minh như thế, đảng nói tốt như vậy, để tôi nghe được thì tôi phải đi kiểm chứng cả hai bằng cách nào. Nên Google, ngày nào chả tra cứu tài liệu trên Google đúng không anh? Thế tại sao lại không làm những cái việc đó? Và tất cả những cái gì dối trá nó sẽ được minh bạch ra. Và lúc ấy đã minh bạch rồi, bạn cố tình tin hay không tin là quan của bạn. Nhưng khi đó bạn có một cái nhìn khách quan nhất về cái nhân vật bạn thần tượng. Cũng như bây giờ cái chủ thuyết cộng sản nó dạy con người ta theo cái lý thuyết thế này, anh Huy Chương Đoàn này, nó dạy người ta mãi mãi trèo cây, mãi mãi trèo cây, mãi mãi tiến lên mà không quay lại được. Dẫn tới đó là tư duy lô lệ, tư duy một chiều định hướng. Nhưng là đi lên nhưng là dưới thần tượng Hồ Chí Minh, tức là họ không bao giờ lên tới đích và họ không được quay lại. Người ta hỏi, nếu mà họ nhìn xuống dưới chân là coi như là rỗng. Ví dụ như cái bài toán nó dạy là 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 3, 1 bằng 3, 2 cộng ấy, thì nó chỉ một chiều như thế. Mà không bao giờ nó dạy rằng lộn lại một vòng, 2 sẽ bằng 1 cộng 1, 3 sẽ bằng 2 cộng 2. Ví dụ như tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Tức là đầu tiên là một chiều xuôi như thế. Nhưng quay lại hỏi, tại sao phải đẹp nhất tên Bác Hồ, đẹp ở điểm nào? Và tài liệu minh chứng cuộc thế nào thì nó không bao giờ cho hỏi. Đúng rồi. Hỏi tát đi. Học sinh cấm được hỏi. Cũng như ông Trọng vừa rồi nói với các đồng chí công á. Sao anh nói đi, hỏi là đuổi học ngay, hỏi là đuổi học ngay. Cũng như ông Trọng ông bảo các đồng chí công an mới nhất ấy, các đồng chí công an không được tham quyền cố vị tài sản cũng như là phù phiếm thôi, phù du thôi. Thế công an mà ví dụ như có đồng chí nào đứng dậy mà thưa tổng bí thư ngài 74 tuổi một đít ngồi hai ghế có tham quyền cố vị không, chắc thằng này lấy phản động của tôi nó cộng đầu ngay. Đúng đấy. Đấy, cái văn hóa không phản biện nó nhục nhã thế đấy, không có quyền hỏi. Cái thằng ở trên nó nói cái gì cũng được, cái thằng ở dưới chỉ có nghe thôi. Nó bảo 1 + 1 = 4 cũng phải 1 + 1 = 4. Nếu mà 1 + 1 = 2 thì lập tức nó cho thêm 4 thằng nữa dìu ra ngoài sân. Nó hỏi. Anh biết cái câu chuyện 1 + 1 = 4 chưa? Đấy, ở cái trại tù ấy, cái thằng quản giáo nó đi dạy, nó dạy tất cả tù nhân, nó bảo là 1 + 1 = 4. Nó nói nhỡ mồm 1 + 1 = 4. Thế là một thằng tự nhiên to te đứng dậy và 1 + thế là thầy không chịu nhận sai. Mới sai 3 thằng, co thằng
dạy nó. Thế là đầu tiên bảo 1 cộng 1 bằng mấy, thằng này bảo 2, nó vả cho một cái. Thế là nó đánh cho một hồi. Thế là cuối cùng vào lớp thì thầy hỏi 1 cộng 1 bằng mấy, cái thằng bị đánh lập tức bảo 1 cộng 1 bằng 4 thưa thầy. Và lần sau tao hỏi biết được gọi cấm được đứng lên mới trả lời. Anh nghe chưa? Tức là đúng sai tất cả là áp đặt tất. Cũng như ngày hôm nay, đặc biệt về các vấn đề nhân quyền thế giới, nó làm gì có gì phản gọi là trái chiều đâu, không có thông tin trái chiều. Cho nên những cái cuộc thảm sát của Cộng sản, khủng bố của Cộng sản, như cái con điên Võ Thị Sáu nó cầm cả lưu đạn nó ném vào chợ Tết, anh biết bao nhiêu con người nằm xuống không? Nó là con khủng bố như thế. Cái thời đó rõ ràng là nó sao anh? Thì thời đó nó khắc nghiệt hơn bây giờ. Tại sao bây giờ Cộng sản người ta đi tử hình, người ta nào thì chói tay bịt mắt, mà ngày đó thì chị ung dung mỉm cười, chị hái một cánh hoa tươi, chị cài lên hái hoa bắc bố thế. Thế tiên sư bố nó, cái thằng Pháp Ý nó lại còn ấy à, nó lại còn tự do hơn cả bây giờ à? Thế bảo là chúng nó độc ác dã man ở điểm nào? Anh minh chứng cho em xem. Tức là trong cái ngôn ngữ của nó, nếu mà phân tích ra thì cứ đánh nhau túi con bà bụi, túi con vào bao bụi luôn, chứ không phải là ấy được. Có trường hợp gọi là tắt mà máy bay ở trên đạn, đỗ máy bay trên đám mây để dình máy bay Mỹ bay qua để đảo lên mây. Thôi còn thua các vị rồi thì... còn chưa kể cái anh hùng gì coi như là bị ăn mấy chục viên đạn rồi mà vẫn còn anh dũng, còn tiêu diệt 3 thằng lính Mỹ. Nói chung là nó xuyên tạc, nó hoang tưởng mức độ là không còn gì để mà bàn. Nhưng có một điều rằng vì ở cái tư duy nó quay lại cái vấn đề cái nhẹ nhàng nói là thế này. Vì nó khủng bố, nó áp đặt cái tư duy nô lệ. Tư duy nô lệ tức là người dân lớn lên sẽ trở thành những con nô lệ tôi mọi. Và ai vượt qua cái tư duy đó thì sẽ trở thành thành phần phản động. À, nó gọi là thành phần phản động. Đấy, ví dụ anh Trần Huỳnh Duy Thức có trí tuệ vượt trội cái thành phần phản động, bắt bỏ tù. Đấy. Và chị Nga rồi đó. Mẹ Nấm rồi ABC bờ cờ mấy trăm người, còn nhiều hơn nữa những người chưa bị bắt đã và đang lên tiếng, thì họ cũng vẫn đã đúng và rồi. Đang liệt những người đó vào thành phần phản động. Thành bây giờ cái Việt Nam cái tội to nhất là cái tội yêu nước, tội to nhất là cái tội dám nói lên sự thật, dám bóc trần sự thật. Đấy, mệt mỏi ở cái xã hội này lắm. Nên những ai mà cứ làm nô lệ thuật thể hiện đúng theo cái câu nói của là phải vặt nâu ông vịt nó từ từ, đừng vặt mạnh, vặt nhanh quá nó kêu đấy anh Huy Trường Đoàn. thì rõ ràng người dân Việt Nam ta thấy rằng chúng ta được Đảng Cộng sản nó ví như một con vịt, như một con cừu, nó vặt nông dần dần thì lấy đâu mà giàu có, đúng anh, làm sao mà khá lên được. Nó dùng chính sách tắt hầu bao, nó cho đúng người dân ta ở ngưỡng hai của chỉ số là API, chỉ số hạnh phúc ấy. Thực ra theo cái biểu đồ Pablo, cái này nhiều người không biết, gọi là biểu đồ kinh tế đấy, tức là cái 5 mức hạnh phúc, chỉ số hạnh phúc, thì cái Đảng Cộng sản nó cho con người ta giữ ở cái mức hạnh phúc là an toàn, tức là đầu tiên ấy là nó đẩy con người ta xuống đáy cùng của cuộc sống, là hạnh phúc thứ nhất là lo miếng cơm manh áo, ăn no đầy bụng là hạnh phúc rồi. À, cái đây vài 30 năm trước là người dân chỉ ăn no là cảm thấy hạnh phúc rồi, là sung sướng rồi. Nhưng đến giai đoạn này thì nó đẩy cái chỉ số hạnh phúc của Việt Nam lên đấy, an toàn. Tức là con người ta sống là mưu cầu sự an toàn, ví dụ như con cái đưa đón đi học, rồi họ sống ở xã hội nó phải cần an toàn. Nhưng vượt lên một cái nhu cầu mới gọi là nhu cầu kết bạn mở rộng là chết mẹ không được, thì nó lại dập con người ta Việt Nam xuống. Và ngày hôm nay người Việt Nam dập xuống thì lại ngoi lên, và cuối cùng nó bảo ngoi này đéo được, tao phải chặn cái Facebook lại. Đấy thì sinh ra cái an ninh mạng này đấy anh Huy Chương Đoàn à, bà con à. Để nó làm tha hóa biến chất cái dân tộc Việt Nam, tức là cái vấn đề đồng tiền trở thành cái chủ đề hot nhất mọi thời đại trong cái thế chế cộng sản này. Tức là con người hoàn toàn phải lúc nào cũng tiền đi, mọi giá trị phi vật chất đều phải quy ra tiền thôi. Cho nên con người ta làm gì có tình cảm đâu. Ví dụ như là mọi vấn đề đều dùng tiền giải quyết hết, thậm chí là không nhiều tiền không giải quyết được thì cực
kỳ nhiều tiền sẽ giải quyết được. Đấy, cho nên anh nhìn thấy ghế, việc các thứ mua hết, chơi hết, tiền hết. Cho nên cả một cái xã hội, khi mà đưa tiền lên, đưa vật chất lên, thì các cái giá trị về tinh thần, giá trị phi vật chất, nó không còn nữa. Cho nên người Việt Nam ta là người bất hạnh và đau khổ. Nhưng khi nào con người ta biết được rằng cái vật chất ý, cái giá trị vật chất, tiền bạc ý, nó chỉ là cái thứ tạm thời thôi. Còn cái tình cảm con người mới là cái điều quan trọng nhất. Thì người ta có những cái suy nghĩ khác thì nó mới tốt đẹp lên được. À, đấy, muốn vượt qua cái nỗi sợ hãi ngày hôm nay thì người dân Việt Nam ta phải thấy thế này. Hôm nay chúng ta đã có thêm một cánh tay thứ ba. Đó chính là cánh tay truyền thông, Internet. Mà ngày hôm nay Đảng Cộng sản vô cùng tức tối, điên cuồng với nó. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cánh tay của dân. Nó bảo vệ, nó che chở chúng ta một cách vô hình. Ví dụ như trước khi các bạn bị công an triệu tập, các bạn làm một cái live stream tôi khỏe mạnh, đến đồn thì nhiễm trên công an nó không dám làm gì các bạn. Ai bảo vệ các bạn? Đó chính là truyền thông bảo vệ các bạn. Đấy, tôi nói với các bạn rằng hãy sử dụng truyền thông một cách triệt để. Truyền thông là cánh tay vô hình che chở cho chúng ta đi giữa tà quyền cộng sản này mà chúng nó không làm gì được. Bởi vì chúng nó đã ký kết những văn bản với quốc tế rồi, nó không thể vi phạm được nữa. Chính vì thế cái ngày cách đây ngày 25 tháng 11 à, Lê Quý Vương trước cái vấn đề giải trình về không tra tấn tù nhân trong tù đấy đã cứng họng rồi. Thế từ cái giai đoạn đó đến giai đoạn này thì cái hiện tượng tự tử trong tù nó bớt hẳn đi, thậm chí đánh là chúng nó cũng bị chùn tay. Đấy, rõ ràng bà con thấy không? Cái ai bảo vệ chúng ta? Chính là cái truyền thông bảo vệ chúng ta, chứ không phải là Đảng Cộng sản nó bảo vệ chúng ta. Đấy, cái thế giới thì chỉ có nhìn qua truyền thông mới biết về chúng ta thôi. Cho nên chúng ta cần mạnh mẽ xuống đường ngày 22 tháng 12 này. Mạnh nhất thì có thể đẩy cái thể chế cộng sản này ngồi vào bàn đàm phán. Nhẹ nhất thì cũng để cho cái luật an ninh mạng không được thực thi. Thì chúng ta còn có thể lên tiếng. Chứ không lập tức là chúng ta cắt đốt cánh tay của chúng ta. Chúng ta lại quay về cái thời tiền sử cho bà con. Đấy, các bà con mà không mạnh dạn lên là cuối cùng chúng ta sẽ bị quay về cái thời tiền sử. Và Đảng Cộng sản nó cắt cái cánh tay vô hình của chúng ta đi để nó duy trì cái sự độc tôn cai trị nhân dân chúng ta đấy. Đây, đấy là em. Anh Huy Chương Đoàn còn gì hỏi nữa không? Thì cũng không. Như anh em cũng thấy đó, chúng ta phải đặt ra những cái câu hỏi là nó xảy ra xung quanh của chúng ta. Thì chẳng hạn như là tại sao nó ra cái luật an ninh mạng? Tại sao cái luật an ninh mạng nó coi như là cái an ninh mạng là một cái truyền thông nó giúp cho con người tiếp cận với cái thế giới văn minh, tiếp cận với nhiều cái mà nó lại cấm? Đó, mình phải đặt ra những cái câu hỏi như vậy thì mình sẽ thấy được là cái nhà nước cộng sản này nó đang làm cái vấn đề gì với người dân của chúng ta, đúng không anh? Dạ. Cái gì nó sợ? Cái gì, tôi chỉ nói bà con này, cái gì nó sợ chính là điểm yếu của nó. Ví dụ như cái cờ vàng nó rất sợ, nó cấm tiền. Tại sao nó cấm tiền? Tại vì nó sợ. Tại sao nó lại sợ cờ vàng? Cái cờ vàng nếu lật lại lịch sử thì thấy rằng thế này. Cái cờ vàng là cái di sản của dân tộc để lại, mà thể chế Việt Nam Cộng Hòa được kế thừa, thằng Cộng sản không được kế thừa. Vậy người được kế thừa chỉ là dòng tộc dân Việt. Nếu nói cho đúng, cho sát nghĩa thì thể chế Việt Nam Cộng Hòa là con đẻ của dân tộc Việt Nam, là đúng thể rồi. Chế chính danh của dân tộc Việt Nam. Còn thằng tà quyền cộng sản này nó là một tạp chủng ngoại lai xâm chiếm Việt Nam ta. Hồ Chí Minh chính là tay sai của quốc tế cộng sản, đúng với rồi. Tư tưởng dùng người Việt trị người Việt theo đường lối hoàn toàn do quốc tế cộng sản thứ ba sắp đặt, và mọi cái vận động vận hành của cái Đảng Cộng sản Việt Nam đều do sự chỉ đạo của quốc tế cộng sản thứ ba. Vậy Việt Nam ta chưa có một ngày độc lập dưới cái thể chế cộng sản. Còn ở miền Nam mới có 20 năm hoàn toàn độc lập, chứ còn ở thế chế cộng sản này là chúng ta là hoàn toàn là tay sai của ngoại bang thôi. Chứ các bạn đừng bảo độc lập giả hơi, tôi không bao giờ độc lập. Thứ hai, nói về Hồ Chí Minh, tôi nói Hồ Chí Minh tầm thường lắm.
là tôi đồ dân tộc luôn. Ông quân định hủy hoại cả cái văn hóa 4.000 năm của tôi. Tôi nhìn các cái trường học 150 người, lúc nào tôi cũng muốn cầm cái dép, tôi đáp lên cái mặt Hồ Chí Minh. Tôi muốn xóa ngay cái biểu tượng này đi. Bởi vì lúc nào tôi đặt câu hỏi thì 4.000 năm văn hiến của dân tộc Việt Nam tao đâu? Bà con thử trả lời cho tôi, 4.000 năm văn hiến của tao đâu? Hơn 4.000 năm luôn. Thì tại sao 150 người thì các cụ nhà tao ở đâu? Thì rõ ràng nó, thằng Hồ Chí Minh này nó hủy diệt cái văn hóa cội nguồn của dân tộc chúng ta. Vậy tất cả những đảng viên nghe thấy chương trình này thì phải bảo rằng hủy ngay cái đó đi. Nó xóa bỏ dân tộc rồi thì lấy đâu ra còn dân tộc Việt Nam nữa. Mà cái thời đại giáo dục Hồ Chí Minh quang vinh đây này, đỉnh cao trí tuệ đây này, nào thì tham nhũng tràn lan, nào thì tát học sinh túi bụi, nào thì băng hoại đạo đức, nào thì ăn của dân không chừa thứ gì, nào thì chạy từ trong trứng chạy đi, thế còn cái gì tốt đẹp nữa mày nói đi cho tao nghe nào. Nên là đến ví dụ như là phó thủ tướng còn nói là tôi là bằng thật như học giả nào, với đỉnh cao trí tuệ ở cái điểm nào. Vậy bà con bốc trần ra xem thì cái bộ mặt chúng ta làm cái mũ ngu si tham quyền cố vị chứ làm cái vẹo gì đâu. Thế thôi nhá, em xuống để cho người khác lên nói chuyện. Dạ cảm ơn anh Nguyễn Thắng. Cảm ơn anh đã chia sẻ những cái thật là ý nghĩa cho người dân chúng ta. Mong sẽ gặp lại anh trong những live stream tiếp theo. Chào anh. Vâng, em chào anh ạ. Đó, như anh chị em cũng thấy đó, Nguyễn Thắng, anh Nguyễn Thắng là người Bắc nha. Và anh đã nhận ra cái sự sai lầm của Đảng Cộng sản. Và đó là một cái sự chủ thuyết của cái nhà ngoại lai để đem về áp đặt lên dân tộc của chúng ta. Nhưng mà nó muốn coi như là lèo lái dân tộc của chúng ta thì nó phải tạo ra những cái thói quen. Nó tạo ra những cái thói quen hàng ngày để cho người dân của chúng ta họ thấy và họ làm quen cái việc đó. Như hồi nãy tôi đã chia sẻ là nó cho coi như là người Trung Quốc vào Việt Nam để coi như là đầu tư kinh doanh và chị Sa Quỳnh coi như là thoát ra vô lại mới bấm ok được. Em không thấy camera. Thoát ra vô lại nó mới có camera. Nó làm cho người dân của chúng ta quen dần với coi như là cái việc tiếp cận với người Trung Quốc. Làm quen cho người dân của chúng ta thấy người Trung Quốc hiện diện trong đất nước của chúng ta. Chị Sa Quỳnh thoát ra đi. Thoát ra rồi vô lại thì em mới mời được. Em sẽ mời anh Văn Long lên. Chị sẽ quên thoát ra rồi vô lại đi, rồi em mời anh Văn Long xong rồi em mời chị lên. Nó làm hello mà... hello anh Văn Long. Mến chào anh và tất cả anh chị em trên diễn đàn. Cho anh chị em thấy tôi giống như một cái cây đứng giữa sa mạc hả? Các anh chị em thấy không? Các anh chị em thấy không? Mời anh chị em coi đi. Cách đây được khoảng một tháng thì chỗ này là chỗ cỏ. Cái này là một cái bãi cỏ. Tôi sẽ quay cái camera lại đằng kia cho anh chị em xem. Đây. Ở đây có... Chị Sa Quỳnh thoát ra đi rồi vô lại thì sẽ có camera, tí em sẽ mời chị lên được. Bên anh bây giờ tuyết trắng hết rồi hả? Dạ, bên này bữa nay giờ này là được khoảng 3:12 chiều. Tuyết trắng rồi, chắc anh chị em thấy mà. Đây có người ta chạy tập thể dục nè, đấy. Thấy chắc hơi xa đó, anh chị em không thấy không rõ đó, đấy. Tại vì tôi đang đi ở trên nhà, tôi thấy giờ này diễn đàn mở nhiều quá, lên chia sẻ cho anh chị em một chút phong cảnh để anh chị em xem ở bên xứ Bắc Âu. Đấy, tuyết đấy. Nhà người ta trên đây này, đây là trên cái núi nha. Đấy, nhà người ta ở đây nè. Đấy, nhà người ta đó. Đây. Ở xứ này thì lạnh lắm, mùa này là lạnh lắm. Đấy, nhưng mà người ta... không có hàng rào hàng riết, không có phải xây cao tường cao đấy đâu.
coi như là người ta sống một cuộc đời gọi là nhà giàu cũng như nhà nghèo, ở nhà nào cũng như nhà nấy, chứ không phải là phải phân biệt giàu nghèo như cái xứ sở Việt Nam mình đâu. Đấy, tôi đang đi xuống dưới tuyết, hồi nãy có vào diễn đàn Châu Tâm nhưng mà tính quay phong cảnh cho anh chị em xem mà lên không được. Đấy, đây là cái nhà ở trên núi, cái này ở đây là cái này núi đất, này núi thôi chứ không có, đây là cái đường đi bộ. Để em nói cái câu này tí xíu coi. Tôi nói cho mùi nhăn apple nè, ba sọc á họ làm được nhiều việc lắm, phải không? Ba sọc á họ chỉ ra cái sai trái của đảng cộng sản, ba sọc á là coi như là đã coi như là góp công xây dựng đất nước Việt Nam ngày hôm nay đó, chứ không phải như là tội đồ Hồ Chí Minh đó. Bạn nên nhớ rằng á, ba sọc á là coi như là của vua Thần Thái, là lá cờ của dân tộc, đó là quốc kỳ, đó là hoàng kỳ của dân tộc Việt Nam, chứ không phải là coi như là một cái lá cờ máu của đảng cộng sản mà tội đồ Hồ Chí Minh đã đem về để áp đặt lên dân tộc, để đưa dân tộc từ một dân tộc có coi như là gần 5.000 năm văn hiến mà trở thành một dân tộc vô cội nguồn, vô tổ quốc, vô gia cư, vô tôn giáo đó. Cho nên đó coi như là bạn hãy coi như là nhìn lại đó. Bạn nhìn lại và hãy hỏi tại sao Hồ Chí Minh đó mà có rất là nhiều vợ, một cái tên coi như là cướp của, giết người, một cái tên coi như là bán coi như là áp phiện, một cái tên coi như là buôn lậu áp phiện, một cái tên coi như là tội đồ dân tộc đó, mà coi như là chủ nghĩa cộng sản họ lại coi như là đem tôn thờ, là có phải là họ đang gạt các bạn không? Và họ đem cái cờ máu, cái cờ phúc kiến nó về đó, họ áp đặt lên trên dân tộc này, và bạn đang chửi cái lá cờ phúc kiến là bạn đang chửi lại gia đình của các bạn, bạn đang có sỉ nhục chính cái tổ tông của bạn đó, bạn có biết không? Đó, cho nên là bạn nên xem lại cái như là cách của mình đó. Ba sọc họ làm nhiều việc lắm đó, họ làm rất là nhiều việc đó. Những cái sự sai trái của đảng cộng sản ngày hôm nay mà không có những người nếu như không có những người ba sọc như chúng tôi á, thì Việt Nam các bạn ngày nay á sẽ không bao giờ mở được cái con mắt ra để nhìn cái thế giới bên ngoài. Những người ba sọc như chúng tôi á là coi như là chỉ ra những cái sai trái của đảng cộng sản, chỉ ra cái sự hèn với giặc, ác với dân, chỉ ra cái sự dối trá của đảng cộng sản. Bạn học lịch sử của đảng cộng sản, bạn nghĩ như thế nào? Máy bay mà đậu trên mây để chờ cái B-52 tới bay ra bắn, các bạn hãy suy nghĩ một tí xíu, phải có cái tư duy một tí xíu đó, thấy không? Trái đất là nó tạo một lực hút để làm cái gì đó, mà máy bay mà đậu trên mây được không? Mà sao các bạn ngu như vậy mà bây giờ còn quay lại chửi ba sọc đó. Cho nên tôi nói các bạn nè, bạn chửi ba sọc tức là bạn đang chửi dòng họ mình, bạn đang chửi tổ tông của mình, bạn đang đào mồ quốc mã của mình lên. Cho nên đó, bạn về xem xét lại đó. Mà tôi nói thật sự á, mà một những người mà coi như là tôn thờ chủ thuyết cộng sản á, là coi như là lịch sử cũng đã chứng minh rồi, họ sẵn sàng coi như là đâm cha giết chú. Các bạn thấy coi như cuộc cải cách ruộng đất năm 1954 không? Trường Chinh đem ra đấu tố cha mẹ của mình, đó là cái vị lãnh đạo cao, trong cấp cao của đảng cộng sản đó, thì nó dạy cho các bạn là cái việc mà nguyền rủa, cái việc mà chửi cha mẹ mình, cái việc mà đào mồ ông nội mình lên, đổ xuống cầu tiêu, là cái việc đó quá bình thường, phải không? Cho nên đó, tôi chỉ nói như vậy thôi, phải không? Tôi không muốn xúc phạm coi như là bạn nhiều, bởi vì tôi chỉ ra cho bạn biết là cái lá cờ ba sọc nó như thế nào. Và các bạn thấy không, người ta nói rằng cộng sản nó nói rằng Việt Nam Cộng Hòa thua, nhưng mà các bạn hãy nhìn lại đi, cái lá cờ ba sọc nó tung bay khắp nơi trên thế giới, từ Thái Lan, Úc, Mỹ, coi như là
các nước ở phương Tây, kể cả trong coi như quốc hội của những cái nước tự do, nó vẫn có cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Còn hãy nhìn cái lá cờ cộng sản đi, đâu cái lá cờ máu của tỉnh Phúc Kiến mà đảng cộng sản họ đem về nè, đi đến đâu là coi như là người ta phỉ báng đến đó, đi đến đâu là người ta sỉ nhục đến đó, đó thấy chưa? Đó. Cho nên là hãy quay về học lại lịch sử, học lại nhân cách của mình đó, và học cái quan trọng là bạn hãy học lại cái cách làm người, đúng không? Bởi vì bạn không phải là một con người, đó, đơn giản như vậy thôi. Anh Long chia sẻ tiếp đi anh Long. À, được rồi, tôi sẽ tiếp lời với anh chia sẻ một chút. Xin chào tất cả anh chị em vào sau, anh Long Lộc và Lan Nguyễn, anh Văn. Xin chào tất cả anh chị em vào sau nha. Không biết còn ở trong này không? Tôi nãy tôi không có chào được, tại vì tại vì anh Huy Chương đang nói cho nên là tôi không muốn ngắt lời. Đấy, cho nên là tới bây giờ tôi mới chào anh chị em. Bây giờ ở đây là ở bên xứ Bắc Âu, 3 giờ 15 chiều. Ở Norway, ở thế giới họ kêu là Norway. Còn Việt Nam, tiếng Việt Nam kêu là Na Uy. Đây, cái nick của tôi Quang Banat Quang Lê đó bị cá nó cắn rồi, cho nên là tôi phải làm cái nick mới. Tôi đang cho nên là tôi đi quay phong cảnh cho anh chị em xem thôi, chứ không cái gì nữa. Ai thích thì vào xem một chút thôi. Nó còn những người chờ chút xíu đi chị Sao Huỳnh, tôi quay vài phút thôi, tôi nói vài phút thôi, không có sao đâu. Cho anh chị em ở, phải nói là ở Việt Nam, còn ở mấy nước mà phương Tây thì người ta biết rồi. Đấy, chào anh Long, Triệu Tứ Long rồi. Đấy, cho nên là tại sao xứ người ta cũng như cũng là người mà người ta hưởng được cái phúc lợi của cái xã hội, của cái, một cái đất nước, mà tại sao ở Việt Nam mình cũng là con người, người Việt Nam cũng là con người, người Tây cũng là con người. Tại sao người ta đi làm, người ta đóng thuế mà nhà nước họ lo gọi là an sinh xã hội cho người già, trẻ em. Mà tại sao cái đất nước Việt Nam mà đông người vậy, mà gần 100 triệu người mà đóng thuế cho nhà nước lấy nhiều mà sao không lo được gì an sinh xã hội cho người dân nhỉ? Phải để người ta, người già, trẻ em. Người già thì đi bán vé số, trẻ em đi học một nửa buổi phải đi bán vé số phụ cha mẹ, là tại sao? Anh chị em ở Việt Nam hãy suy nghĩ đi. Đây, vợ chồng người ta đẩy con đi đi nè. Chứ đâu phải là nói mùa đông người ta không đi ra ngoài đường đâu. Có chứ, người ta đi tập thể dục nè, bữa nay Chủ nhật nè. Đấy, người ta đi đây nè, chứ đâu phải là nói là xứ lạnh không đi ra ngoài. Người ta cũng phải đi ra ngoài để tập thể dục, hít không khí trong lành. Đấy, cái đường này, cái đường con tôi đi học đây. Đi học mỗi ngày. Đó. Nên đâu có sợ đâu, đi mà đâu có sợ là bị bắt cóc, bắt kiêng gì đâu. Đây, người ta để con nít đi học. Rồi người ta để dắt chó nè, có cái bà kia, cái ông kia đang dắt con chó đi kìa, đi tập thể dục đấy. Chứ tại sao cái xứ Việt Nam mình tôi không hiểu nè. Tôi nói thiệt, nếu mà người Việt Nam không chịu suy nghĩ và không chịu hiểu thì để Trung Quốc nó giết người Việt đi ha. Nó đưa chất độc vào thì người Việt tự giết người Việt thôi, chứ không ai giết mình cả. Đúng là Trung Quốc nó đem đồ độc vào trong cái đất nước Việt Nam mình để người Việt mình tự đầu độc lẫn nhau, chứ không ai đầu độc mình đâu. Các chị em anh em ở Việt Nam suy nghĩ coi có phải không. Tôi thì không hiểu chính trị, không có chính trị gì cả, nhưng mà chửi bới thì cũng chửi bới được ạ, nói cũng nói được, nhưng biết sao, biết cỡ nào nói cỡ đấy thôi. Không cần phải là giáo sư tiến sĩ mới nói được, không cần, không cần. Thôi nếu vậy chị anh cho chị gì lên đi. Tôi xuống quay như đây cho anh chị em thấy được rồi. Ok, thì cảm ơn anh nha. Chúc anh sức khỏe và anh chị em trên diễn đàn có nhiều sức khỏe. Tôi tự xuống được không sao cả. Ok, bye bye anh, bye bye. Bye bye anh.
Em đang mời chị Thảo Trần thử. Chị sao Huỳnh gửi là em bấm ok giúp em đi. Xin chào chị. Xin chào dạ, em chào chị. Dạ. Tất cả bà con coi như là quốc nội của mình. Một thì chị ăn sáng này chuẩn bị phải đi làm nha, chủ nhật phải đi cạp. Coi như là có một cuộc sống ấm no và tràn đầy ý nghĩa của mình. Hồi nãy giờ chị em livestream chị rất là nghe rõ ràng lắm. Chị rất là mến phục em. Em là một người coi như là bước lên có tiếng nói như vậy. Dạ cảm ơn chị. Chị sống ở bên cái đất nước Hoa Kỳ này á, chị không thiếu thốn gì hết. Tụi mấy người nước ngoài bên đây người ta nói là lên tiếng nói cho toàn dân đó. Mà họ chửi như vậy mà em toàn dân không nhận là thuộc về ai, thuộc về họ đó quý chứ. Em đừng lo. Đời có quy luật hết, có dai, có dai một là phải trả 10. Họ ác tâm tà đạo với lại một đất nước như vậy thì họ sẽ phải xuống chức thôi. Không có một cái chế độ độc tài, một cái chế độ độc tài nào mà được coi như là toàn dân ủng hộ hết. Toàn là bị người ta trù dập rồi cuối cùng sao cũng phải ra đi với hai bàn tay trắng. Em yên tâm đi, em lên tiếng nói như vậy làm cho chị đây rất là kính phục em đó. Chị là sống với bên một cái thế giới này rồi. Tiền của tiền tài tụi chị bên đây cũng đâu có ấy đâu mà nói cho ai đây, nói cho đất nước Việt Nam của mình đó. Mà họ không có biết, họ khai dân trí cho họ mà họ không có người hiểu mà họ chửi đó. Là miệng của họ coi như là bị mang tội. Đó. Chị cũng rất là cảm ơn ca ngợi em trai nha. Hồi nãy về em lên cái live stream nào cũng có chị hết. Cũng có chị hết nhưng mà chị không có lên thôi. Tại vì nhiều khi chị sống ở đây rồi những cái lời nói của mình nó không có lưu lót rồi sợ người ta chửi mình. Cho nên chị thì ít lời ăn tiếng nói của mình thì cũng ít. Em dạ, ở bên đó giờ này mấy giờ rồi? Dạ bây giờ mới có 9 giờ 26 phút tối. Dạ, 9 giờ 26 phút tối. Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn chị luôn luôn ủng hộ tụi em. Dạ. Em ở Việt Nam hả? Em đang ở Việt Nam hả? Em đang ở Thái Lan. Việt Cộng sản đang truy bắt em cho nên em chào. Chứ chị tưởng đâu em ở Thái Lan, ở Việt Nam là em nói vậy mà nó đánh em chết luôn đó. Thôi chị cũng mừng. Đánh gì đó. Cái tay của ác quỷ đó. Cũng mừng cho em á. Cũng không an toàn đâu chị ơi, nó cũng cho người qua đây nó tìm nó bắt chứ lo gì. Những người nào mà cài cắm vào, những người nào cài cắm vào tụi em cứ việc báo lên cho FBI người ta biết để người ta giúp cho tụi em nha. Nha. Cài cắm vào mà tụi em nghi ngờ đó là bắt đầu là báo lên với cảnh sát là nó là một người coi như là bị đã cài cắm vào mà để phá rối tụi tao. Đó. Cho nên tụi em cũng phải cẩn thận cái vấn đề mà người ta cài cắm vào để mà phá rối tụi em đó. Dạ, rất, cảm ơn chị. Dạ. Rất là có anh dũng, phải nói một người mà nói lên tiếng nói như em vậy sau này đất nước mà có bình an. Em cũng là một người coi như là theo để mà cầu hậu cần bên vua đó. Chị rất là ca ngợi em đó. Rất là ca ngợi, dạ, phải cảm nói ơn là chị. Phải anh dạ. dũng lên. Rồi hiện nay em sống ở bên Thái Lan lâu chưa? Cái này là công việc chung thôi chị, mỗi người phải cất luôn một tiếng nói để bảo vệ quê hương của mình. Chứ nếu như mình không cất lên tiếng nói thì đất nước của mình nó như thế nào? Đất nước này cũng không phải của riêng ai, cho nên là mỗi một người làm theo mỗi cái phương pháp. Khi ở Việt Nam, còn ở trong nước thì em làm cái cách khác, còn khi mà ra đây thì không làm cái cách ở trong nước được thì mình phải lên cái tiếng nói, mình chỉ ra. Còn lúc mà em ở trong nước, em hoạt động thì em không có coi như là lên những cái diễn đàn như thế này. Mà em chỉ làm âm thầm thôi. Cảm ơn tất cả anh chị em đã luôn luôn ủng hộ tụi em trong suốt quá trình qua. Em cũng luôn cảm ơn những anh chị em hải ngoại luôn luôn hướng lòng về quê hương. Bởi vì em cũng biết chứ, em cũng biết những
anh chị em ở hải ngoại, tuy rằng có những người không còn là bà con hay là anh chị em ở trong nước, nhưng mà vẫn hướng lòng về quê hương, bởi vì người ta nói là quê hương là chùm khén ngọt, coi như là luôn luôn hướng về quê hương. Điều đó tụi em luôn cảm ơn những anh chị em nước ngoài luôn có lòng, bởi vì em cũng biết nếu mà chủ thuyết cộng sản mà nó tồn tại trên đất nước quê hương Việt Nam của chúng ta thì dân tộc Việt Nam của chúng ta phải bị diệt vong. Cho nên em làm được tất cả cái gì thì em làm, chứ cũng không có phải là muốn làm một cái anh hùng hay cái gì đâu chị, không có sao đâu. Cái việc đó là cái trách nhiệm, là người Việt Nam là phải biết có một cái trách nhiệm với quê hương đất nước của mình, vậy thôi. Đó em chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi chị. Em biết hay không, cái cờ lá sọc ba sọc á, là coi như là tung tăng bay trên khắp cả trong và ngoài nước luôn. Còn lá cờ máu, em thấy không, người ta nguyền rủa như vậy thì làm sao mà tôn thờ cái lá cờ máu được, huy chương được. Không thể nào tôn thờ cái lá cờ coi như là quá xúc vật, cướp của, cướp đất, cướp giết người. Con gái thì đi lau, con gái thì đi làm gái ở nước xứ người, còn con trai thì đi lao động ở những cái nước khác. Em nghĩ coi một cái đất nước sắp coi như là bị diệt vong vậy mà còn lên chửi người ta là ba que ba sọc, chị thấy nghe không lọt lỗ tai chút nào hết. Không có lọt lỗ tai đi chị ơi. Tại vì ta nói gần thì đen mà gần đèn thì sáng, mà cái tuổi này nó quá tăm tối đi, nó sống trong một cái chế độ coi như là quá tăm tối. Một lãnh đạo như vậy thì làm sao mà con cháu á, hầu già nó được tốt được em. Con cháu hầu già nó không có tốt được. Nó ăn nói như vậy đó thì nó sẽ gặp quả báo đó. Em đừng lo cứ việc anh dũng lên, cứ việc đấu tranh lên cho Việt Nam mình đi. Rồi chị cũng hy vọng rằng một ngày nào đó đất nước Việt Nam mình sẽ tươi sáng lại nha. Dạ em cũng luôn hy vọng vậy. Chị cũng cảm ơn em rất nhiều cho chị lên diễn đàn để nói lên tiếng nói cho khai dân trí, cho bò đỏ nó nghe, để nó thông não nó, nó không còn mê muội nữa với lại chất độc. Em biết không, chất độc ngày nào cũng có người chết hết. Dạ đúng rồi chị. Hôm qua em kia gì chị có lên cái diễn đàn của anh Benny Trương á, có người bò đỏ đó vô nói là đồ ăn chất độc mà độc thì không ăn được thì nhập đồn Trung Quốc, không biết em có nghe không? Thì nhập đồn Trung Quốc vô ăn chứ có gì đâu, đó em nghe không? Vậy là nó chứng tỏ là tụi nó thuốc cá, thuốc đồ ăn rồi, nó mua đồ ăn ngon của nó rồi nó ăn của mình, nó ăn rồi đồ ăn độc á, độc dược của cho Trung Quốc thì nó nhập vào cho Việt Nam mình ăn. Em thấy không, quá độc quá ác, nó muốn diệt chủng cái đất nước Việt Nam mình cho chết hết. Còn nữa, chị sẵn đây chị nói luôn, thứ nhất là bia hiện nay ở Việt Nam, Trung Quốc nó nhập vô rất là nhiều, và cái bia đó đó nó bỏ cái chất ấp phiện vô để cho trai tráng già trẻ bé trai gì mà uống vô rồi sẽ nghiện ngậm vào trong bia rượu mà không còn nghĩ tới vấn đề đất nước nữa thì đó sẽ chết. Thì sau đó đó nó mới là thao túng Việt Nam mình, nó mới đưa cái đất nước của Trung Quốc vô để nhập vào đất nước Việt Nam. Chị không cho lâu đâu, năm 2020 đất nước Việt Nam mình không còn nữa đâu, Tàu nó đã sát nhập vào Việt Nam rồi, không còn bao lâu nữa đâu. Đó. Đồng tiền phải xài tiền đồng với nhân tệ, còn á hả, mình phải bắt chước học nói tiếng Anh của nó, ngộ ấy nị áo ngộ. Chị hỏi em một cái đất nước như vậy mà cái tiếng mẹ đẻ của mình mà không cho mình nói, mà phải nói những cái câu á xì dầu vậy, làm sao ai chịu nổi hả? Dạ chị. Mà bây giờ toàn dân tộc này không đứng lên mà còn binh vực cho mấy thằng ra xúc vật như vậy, xì dầu như vậy nữa, thì chị không biết làm sao mà để mà nói được cho cái đất nước này, quá tội nghiệp rồi. Nhà cửa mang trời chiếu đất, ngủ á, coi như là ngoài đường, ngoài xá, ngoài đường xó chợ vậy, không còn nhà, không còn cửa. Người chết thì cũng đào mồ cuốc mã người ta lên để mà lấy đất để giao cho Trung Cộng như vậy. Một cái đất nước coi như là một cái lãnh đạo không có đạo đức, một cái lãnh đạo coi như là xúc vật như vậy thì phải lên tiếng, phải lên tiếng xứng đáng lắm. Em là một người anh dũng đó, chị rất là ca ngợi. Một ngày nào đó đất nước bình an, em sẽ là người mà đi theo hầu vua đó. Chị bản thân của chị mà, bản thân của chị nếu mà vậy á, là chị cũng sẽ phong chức, nếu mà ấy á, là chị cũng bầu bỏ phiếu cũng phong chức cho em nữa đó. Chị nói thiệt không đâu chị, em chỉ làm được những gì
làm được những gì em cảm thấy làm được thôi, không phải là em làm để em muốn cái này cái kia đâu, bởi vì cái đó là cái bổn phận của một người công dân Việt Nam thôi chị. Em thật sự em xuất thân từ một thằng công nhân, cho nên là em chỉ nói ra những cái gì em biết thôi, chứ còn không có mơ ước cao siêu gì đâu. Sau này là coi như là em thấy không, thằng xúc vật, thằng trọng lú nó qua bên đất nước mà của thằng xúc vật Tập Cận Bình, hai đó là xúc vật, chỉ không kêu nó bằng tên hay bằng bác gì nữa hết trơn, kêu nó là phải xúc vật không đi, nó mới là xứng có, đáng đó. Có anh Tuấn Ngô nè, nói là Việt Nam là do Hồ Chí Minh sáng lập ra. Ủa vậy là Hồ Chí Minh sanh trước vua Hùng, Hồ Chí Minh sanh trước Lý Thường Kiệt, Hồ Chí Minh sanh trước vua Quang Trung luôn hả bạn? Nếu như bạn nghĩ như vậy, bạn về bạn coi như bạn là, nói như vậy thì bạn đọc lại cái lịch sử đi nha, đọc lại cái lịch sử đi là hay lên đây bề biện mà comment nha chưa? Nếu mà bạn nói không có đúng là bạn xuống đi, xuống cái diễn đàn của Huy Chương đi, tôi đã nói đó, cho nó xuống đi Huy Chương, nó không có xứng đáng để lên để biện luận để binh dân hầu già đâu, cho nó xuống ngay tức khắc. Những người nào rồi. Yêu nước, những người nào yêu nước em welcome everybody, còn không yêu nước thì cho nó xuống đi, đừng có cho em nó lên rồi. Cái diễn đàn của em nữa, em chặn rồi sao đâu, cho nó lên diễn đàn của em, làm cái diễn đàn của em nó không có tôn nghiêm đó chị nói. Xúc vật, mày vào đây mày nghe cho tao nói đây, ta là một người phụ nữ không có muốn nhúng vào chính trị, mà tụi bay á phải á ráng mà lỏ con mắt ra mà thấy đất nước hiện tình hiện nay đi. Chết ngày nào cũng có người chết vì căn bệnh ung thư, mà tụi bay còn binh cho thằng hồ già đó nữa, tụi bay là cầm thú không bằng. Ta đây thay mặt cho toàn dân tộc này chửi cái xúc vật tụi bay đó. Tụi bay nên nhớ nha, ta lên nói với lại một tư cách là có gương mặt đàng hoàng. Tụi bay cài cắm vào đây lợi nhà tao rình rập, tao bắn chết tụi bay, mà tao không, tao báo với FBI là tao không có đi tù đâu. Đồ xúc vật, xúc sinh, con cháu thằng hồ già là cái thứ người ta nguyền rủa mà mày binh cho nó hả? Nó chết mấy chục năm rồi mà tụi bay còn binh cho nó. Bác của tụi bay là bác đi xuống hầm câu mà ở. Đồ chó đẻ. Xin lỗi bà con, không có muốn chửi cái lũ xúc vật này, nhưng mà lên đây là cũng phải giận chút đỉnh thôi. Không thể nào mà ngồi mà A Di Đà Phật với tụi bay mà để mà im cho tụi bay chửi những người yêu nước gì được. Nghe chưa? Yeah. Tụi bay phải nhớ cho rõ ràng đi. Ta là một người như, đàn bà giết tụi bay luôn đó. Như, ta sống một cuộc sống để tràn đầy hạnh phúc. Yeah. Có một cái người coi như là bảo vệ cho tụi tao. Ở bên cái đất nước Hoa Kỳ này không có ai quấy nhiễu, cũng không có ai xâm nhập. À, ta sống một cái đất nước tự do và tràn đầy ý nghĩa vậy. Còn tụi bay nhìn lại đi, người ta nói là nói cho con cháu, cho cha mẹ tụi bay đó. Tụi bay nên nhớ nha. Tụi bay nên nhớ kỹ rằng đừng có chống phá người ta nữa. Hãy quay đầu về với dân tộc đi, vẫn còn kịp đó. Nghe chưa? Hôm nay chị nói đến đây cũng nhiều rồi, chị cũng phải còn đi làm nữa Huy Chương. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Với lại các anh chị em ở bên Thái Lan được nhiều sức khỏe, có nhiều sức khỏe, mạnh lên, anh dũng lên nha. Chị dạ, chào em nha. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, 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 cảm ơn chị đã lên diễn đàn. Dạ. Ừ. Ok, bye. Bye chị. Dạ, dạ. À, cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị đã coi như là có tấm lòng về với quê hương, đất nước. À, chị Sao Huỳnh bấm ok giúp em mời lên lại nha. Hồi nãy tại vì chị không có camera cho nên là em không có mời chị lên được. Chị Sao Quỳnh còn đó không? Còn thì bấm ok giúp em để em mời chị lên. Từ nãy giờ cũng muốn đưa chị lên mấy lần nhưng mà chị không có camera. Khi chị có camera thì em lại mời chị Thảo Trần lên rồi. Ừ, thấy rồi. Hôm nay diễn đàn có bò đỏ vô nhiều quá. Anh Hoàng Dũng Lê chờ em một chút xíu. Để em đang mời chị Sao Quỳnh. Em đang mời đó, em để máy đứng. Em để máy đứng.
em đang mời chị đó.